Hello các bác nha, nay thì bên shop về cho các bác cái led, các bác lên cho em là led giọt lệ, lên cho em là led giọt nước nhá, led giọt nước này. Đấy, nó sẽ là như giọt nước như này. Và một cái cuộn led của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thanh. Đấy, một dây này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 thanh các bác nhá. Đấy, một dây của nó sẽ là 8 thanh và các bác có thể dùng để mình trăng đều ra. Đấy, một dây của nó sẽ là 8 thanh như này. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là nối liền vào nhau luôn nhá. Ở đây nó sẽ có một cái rác nối như này. Đấy thì các bác cứ cắm bộ nọ là nó sẽ nối vào bộ kia luôn. Đấy. Ví dụ như bây giờ mình muốn lấy ánh sáng từ cái bộ đang cắm này ra. Đấy là ánh sáng từ cái bộ đang cắm này ra thì các bác chỉ cần là cắm nối tiếp vào đây cho em này, nối tiếp vào đây cho em. Thì các bác cắm chặt vào cho em thì ưu điểm của con này nó sẽ là vừa chống nước này, vừa là cắm nối tiếp được luôn. Thì nhà sản xuất người ta cũng rất là thông minh nhá. Đấy thì nó lại có những cái đầu cắm nối tiếp như này, các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em là ok. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là led giọt nước nhá. Đấy, nó sẽ có như giọt nước này và có điều chỉnh, có cục nguồn ở đây sẵn rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, không cần phải cầu kỳ gì nữa nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là led giọt nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái bộ led giọt nước này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên cho em là led giọt nước nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ như này. Cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 45 gần 50 cm nhá. Đấy. Thì nó vào khoảng là 45 các bạn, 45 gần 50 cm cho một cái bộ led giọt nước như này. Và giá sẽ là 90.000 và ở đây thì nó sẽ có cho bác là 2 này, 4 này, 6, 8 thanh nhá. Đấy, 2 này, 4 này, 6, 8 thanh như này nhá. 8 thanh led giọt nước như này. Các bác có thể răng trước hiên hoặc là mình dùng để decor trang trí ở trong phòng này hoặc là bên ngoài cũng được, rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là led giọt nước, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đó, các bác lên cho em là led giọt nước, giá sẽ là 90.000. Các bác lên cho em đó là led giọt nước nhá. Đó, led giọt nước này, led giọt nước, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một cái dây led giọt nước như này. Đó, một dây của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là chiều dài của nó sẽ là 45 cm và cái thanh này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 8 thanh nhá, 8 thanh như này. Và có thể cắm nối tiếp được luôn, cho nên là các bác có thể dùng để mình decor trang trí nó rất là đẹp. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái led, các bác lên cho em là lên mã cho em là led kim cương nhá, led kim cương. Đó, lên cho em led kim cương. Một cuộn này của nó thì chiều dài của nó sẽ là từ 40 đến 50 m nhá. Chiều dài của nó thì sẽ là từ 40 đến 50 m các bạn. Đấy, từ 40 đến 50 m cho nên nó rất là tiện. Đấy. Cho nên nó rất là tiện các bạn. Đấy, từ 40 đến 50 m cho nên nó rất là dài và tiện cho các bác sử dụng như này. Đấy, một cuộn led như này là từ 40 đến 50 m. Đấy. Thì có lô nó về 40, có lô nó về 50 cho nên là em cũng cứ lên như vậy cho các bác nắm được, không nhiều khi các bác về các bác lại đo đạc, các bác bảo là không đủ số thì nó rất là phiền. Đấy. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác thôi. Lên mã giúp cho em là led kim cương thì nó sẽ có màu vàng và 7 màu. Có màu vàng và có 7 màu nhá. Thì tùy các bác muốn lấy màu vàng thì lấy, mà lấy 7 màu thì lấy các bác ạ. Các bác lên mã giúp cho em đó là led kim cương nhá. Led kim cương này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 2 màu, màu vàng và 7 màu. Thì các bác lên cho em là led kim cương vàng hoặc là led kim cương 7 màu. Đây, màu này sẽ là màu vàng con này. Màu vàng là nó chỉ có nguyên màu vàng như này thôi. Nguyên một màu vàng như này các bác nhá. Thì các bác lên cho em là led kim cương vàng, giá sẽ là 90.000. Các bác lên cho em đó là led kim cương vàng thì giá của nó sẽ là 80.000. Lên cho em led kim cương có hai màu, màu vàng và 7 màu, các bác lấy lại nào thì lấy nhá. Lên cho em đó là led kim cương nhá. Đó, led kim cương này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cuộn như này, 80.000 cho một cuộn led như này. Thì nó sẽ có cho các bác là màu vàng và 7 màu. Đây, các bác có thể điều chỉnh này các bác này. Đấy, chiều dài của nó thì từ 40 đến 50 m nhá, từ 40 đến 50 m các bác này. Đấy, có thể chỉnh nháy nhanh này, nháy chậm này. Đấy, và chế độ đứng yên này. Đấy, rồi nháy đuổi các kiểu con này điểu luôn. Một cuộn này của nó thì sẽ là từ 40 đến 50 m và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi một cuộn này, giá của nó chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho một cuộn led từ 40 đến 50 m nhá. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng luôn. Cuộn này là cuộn 7 màu này và một cuộn màu vàng. Đó. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ rồi. Chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi nhá, 80.000 thôi. Đó. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu
Đức các bác nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này, đó. Design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó,
hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chưa có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji made in Japan nhá. Đấy, Muji made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga Nhật 5 món.
thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này, và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này, đấy màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này, đấy. Thứ hai là màu chà neo này, đấy. Thứ hai là màu chà neo như này nhá, thứ hai là màu chà neo. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này, đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn, chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đó thì hôm nay bên Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác các cái mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ghế các bác nhá. Đây. Đấy, một con ghế như này các bác này. Đây các bác nhá, đấy thì bên em đang test cho các bác xem này. Đấy. Hạng cân là bao nhiêu đấy? 65. Hạng cân là 65 kg các bác nhá. Hạng cân 65 kg. Đấy, đang ngồi ghế đây, đánh đu chân lên đây sao nào. Hạng cân 65 kg nhá. Đấy, ngồi ghế đánh đu lên cho các bác luôn. Đó. Con này thì rồi ok, chuyển sang con kia. Con này chiều cao của nó là 35, chiều rộng là 35 nhá. Chiều cao 35, chiều rộng 35. Đấy, quay sang bên này. Quay sang bên này. Thế đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con ghế nữa này. Đấy, đánh đu này, dựa giếc thoải mái đi. Đó, ngồi lên đánh đu dựa giếc thoải mái cho các bác luôn nhá. Con này thì các bác lên cho em là ghế câu nhá. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Đấy, giá 150.000. Rồi ok. Đó, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và hàng có thể là gấp gọn nhá. Đấy, hàng có thể gấp gọn cho các bác này. Đây. Đấy, em sẽ chi tiết cho các bác xem nhé. Hàng có thể gấp gọn được luôn. Nó rất là gọn các bác nhé. Rất gọn cho các bác sử dụng này.
Con này thì nó sẽ gấp gọn và thì nó sẽ là như một cái ống như này thôi các bác nhá. Như một cái ống như này này, nó rất là gọn luôn các bác này. Đấy. Và khi giả ra thì nó sẽ như này. Và con này thì cái quai của nó thì các bác có thể là mình sử dụng để mình đây ở đây nó sẽ bên hông nó sẽ có một cái túi này để các bác có thể để điện thoại này hoặc là mấy thứ lặt vặt linh tinh đều được nhá. Con này thì các bác có thể dùng đi câu này hoặc là uống nước này hoặc là nói chung là các bác dùng đa di năng cũng được, để đâu cũng được, mình ngồi nó rất là tiện, sạch sẽ. Đây em ngồi cho bác xem này. Nó rất là ngon lành cành đào cho bác luôn. Đây. Đấy, rất là thoải mái nhá. Độ dựa độ giếc của nó cũng rất là thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Rất là ngon. Thì con này các bác lên cho em là ghế câu nhá, ghế câu. Đấy thì các bác có thể mang đi câu hoặc là ngồi uống nước ở nhà rất là ok. Con này khi mà các bác để thì cái chiều cao của nó sẽ vào khoảng là 2 này. Chiều cao khoảng 60 là tính cả phần dựa nhá. Đấy, còn cái phần ghế ngồi này của nó thì nó vào khoảng là 35 37 nhá, 35 37 gì đấy, tầm tầm đấy các bác nhá. Và chiều cao của nó cũng khoảng 35 37 gì đấy thôi. Đó, và nó sẽ là gấp gọn được như này. Có cho các bác một cái bao nhá, khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là trong cái bao như này. Riêng con ghế câu thì sẽ là trong một cái bao như này nhá. Trong một cái bao như này các bác này. Lên mã giúp cho em là ghế câu nhá, 150.000. Đó, còn cái con ghế này thì các bác lên cho em là ghế A nhá, ghế A, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con ghế A như này. Ghế A như này các bác nhá, giá sẽ là 90k. Thì các bác có thể dùng này, con này mình mang đi các bác có thể là ví dụ như là mình đi du lịch cũng được, hoặc là các bác đi làm hoặc đi đâu đấy mà mình cần phải ngồi trực tiếp thì các bác để cho em nó rất là tiện. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Cũng có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy. Và bỏ ra mình ngồi này. Rất tiện các bác nhá. Nó rất tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 90k cho con ghế A như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là ghế A nhá. Con ghế A thì sẽ là một ghế A là 90.000, còn con ghế câu là 150.000. Đó. Ghế A này, lên cho em là ghế A là 90k nhá. Còn cái con ghế có tựa thì lên cho em là ghế câu nhá. Đó, lên cho em là ghế câu. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, có hai cái mẫu ghế cho các bác. Hàng thì của quân đội Nhật rất là đẹp cho các bác luôn, có hai màu. Con ghế câu này có hai màu nhá, một màu dàn di và một màu đen và một màu hoa lá như này nhá. Một màu đen, màu hoa lá như này, các bác lấy màu nào thì các bác lên đúng màu cho em. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ổ điện trắng nhá. Qua lên cho em là ổ điện trắng này. Con này thì hôm trước bên shop đang bán thì nó hết hàng, nay lại có hàng về. Xem cái này giá bao nhiêu. Các bác lên cho em là ổ điện trắng nhá. Con này thì rất là chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái Nó sẽ là một cái mặt hàng mà ở đây thì nó sẽ có công tắc này, có 3 cổng USB, một cổng Type C và có 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, nó sẽ có 6 ổ cắm như này cho các bác này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Điện mắc của nó là 10A và 220V. Đây, dây của nó thì dài khoảng 2m nhá. Dây dài khoảng 2m như này. Và dây ổ cắm dài khoảng 2m như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc và 4 ổ USB. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá, 120.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng nhá. Ổ trắng, giá sẽ là 120k cho một con ổ trắng như này. Đó. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng đen nhá, ổ trắng đen. Đấy, các bác lên cho em là ổ điện trắng là được rồi, ổ điện trắng, tại vì ổ trắng đen này lại nhầm với cưa trắng đen. Lên cho em là ổ điện trắng, cái mặt nó màu trắng như này, lên cho em là ổ điện trắng nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Con này thì khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bên trong các phần kết nối của nó này. Đấy, có 3 chân USB này, có công tắc, có đèn báo cho các bác luôn, đầy đủ cho các bác. Dây dài khoảng 2m nhá, coi nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện trắng. Ổ điện trắng giá của nó sẽ là 120.000. Ổ điện trắng này. Đấy, ổ điện trắng giá của nó sẽ là 120k nhá. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có cho các bác là cái ổ chống trẻ em nhá. Tức là khi mà trẻ em mà có thò tay vào đây là không thò được, phải cắm ổ hai bên thì nó mới vào lẫy. Còn là khi trẻ em thò vào không được đâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là đuôi đây, các bác lên mã giúp cho em đó là một cái đuôi đèn như này và chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 2m nhá. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng dây này thì chiều dài của nó khoảng 3m các bạn. Đấy, chiều dài khoảng 3m. Và cái đuôi này thì nó sẽ có cho các bác là một cái công tắc đóng ngắt ở đây nhá. Có công tắc đóng ngắt ở đây. Đấy. Thì các bác lên cho em là con này thì các bác lên mã giúp cho em đây, con này nó sẽ có cả đuôi đèn luôn, có đuôi đèn, có quai đeo như này nhá. Đấy, có đuôi đèn, có quai đeo. Và dây thì dây nó sẽ dài khoảng là đi 2,5 m đến 3 m. Đấy, khoảng 2,5 m đến 3 m. Dây này thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4. Dây này thì khoảng 2,5 m thôi nhá. Dây khoảng 2,5 m thôi. Đấy, dây là dài khoảng 2,5 m nhá.
và nó sẽ có cho các bác là một cái đuôi như này, một chân cắm này và một cái công tắc đóng ngắt như này. Đấy, đuôi công tắc đóng ngắt như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đuôi công tắc nha các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đuôi công tắc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái đuôi công tắc như này. Đuôi công tắc này, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một cái mã đuôi công tắc này các bác này. Lên cho em là đuôi công tắc nhá. Nó sẽ là một cái đuôi đèn như này, có dây và có công tắc đóng ngắt cho các bác luôn, thì rất là tiện. Khi mà các bác sử dụng thì mình không cần phải dùng đến không phải rút dây nữa, các bác chỉ cần là bấm công tắc ở cái đầu ổ điện này là xong. Và các bác xoáy bóng vào đây cho em nhé. Xoáy bóng vào đây cho em. Và cái bóng này thì có quai đeo luôn, tức là con này nôm na là các bác sử dụng khi mà nhà có công có việc này thì mình giở cái đuôi này ra, mình xoáy đèn vào, mình mang đi các chỗ đều được. Đấy, dây dài 2,5 m thì các bác có thể mang đi các chỗ sơ cua và có công tắc đóng ngắt như này. Lên mã giúp em là đuôi công tắc nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi, 45.000 cho một cái đuôi công tắc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng rất là hay ho, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh, giá thì sẽ là 30.000 cho một cái con chống giật bình nóng lạnh như này. Thì về nhà các bác xoáy với các cái đầu này kết nối với nguồn nước này. Đấy, đầu này kết nối với nguồn nước và khi mà nguồn nước thì nó sẽ chảy qua cái con chống giật này. Và con này cái trách nhiệm của nó là nó sẽ chống dẫn điện qua nước nhá. Chống dẫn điện qua nước cho các bác rất là tốt luôn. Đấy, và giá thì chỉ có 30.000 thôi, các bác nên lắp nhá, nên lắp cái này. Thì cái bình nóng lạnh của mình, nhà mình nó sẽ rất là an toàn. Đặc biệt là đến mùa đông rồi, thì các bác nên dùng con này cho em nhá. Lên cho em là chống giật bình nóng lạnh, giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái chống giật bình nóng lạnh như này. Đây các bác nhá, con này khi mà mình lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đấy, thì các bác đang xem nếu bình thường mà mình dùng trực tiếp cái nguồn nước qua như này thì cái nguồn nước này nó sẽ truyền điện qua này. Đấy, nó sẽ truyền điện qua và chúng ta sẽ bị giật điện giật, nó rất là nguy hiểm. Các bác thấy không? Đây. Đấy, cái nguồn điện nó chạy qua là người tắm sẽ bị giật. Nhưng mà khi các bác dùng con bình nóng lạnh này ấy, dùng con qua con chống giật nóng lạnh này thì nó rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, rất hiệu quả cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác rút nguồn điện ra này, sau đó thì các bác xoáy cái van bên nguồn nước nóng này ra cho em. Xoáy van nguồn nước nóng này ra nhá, sau đó thì các bác xoáy cho em cái con chống giật này vào. Đấy, xoáy con chống giật này vào này. Đấy, con này nó bằng sứ. Đấy, bằng sứ và nó sẽ cách điện rất là tốt luôn, thì khi mà nguồn nước nó chảy qua là điện nó sẽ không dẫn qua được. Đó, sau đó thì các bác cấp nguồn vào bình thường cho em. Đó, và các bác xoáy cho em cả hai bên luôn nhá. Lên mã giúp cho em là chống giật bình nóng lạnh nhá. Giá thì chỉ có 30.000 cho một con như này thôi. Giá chỉ có 30.000 cho một con chống giật như này thôi nhá. Chống giật bình nóng lạnh như này. Đấy, giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào hai đầu hai nguồn nước cho em và mình sử dụng bình thường thì nó rất là an toàn luôn nhá. Rất an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là chỉ có 30.000 cho một con như này thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con hít chân không nhá. Con này thì rất là tiện này. Ví dụ như các bác dùng cái này để mình xoáy hít vào tường này, để mình treo đồ, treo mắc áo các thứ này, rất là tiện luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là móc chân không nhá. Móc chân không như này. Đấy, móc chân không. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con móc chân không như này nhá. Rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy, nó sẽ là một con móc áo như này và các bác treo dán lên kính hoặc dán lên gạch men cho em. Cái này thì phải các bác phải dán lên kính hay gạch men thì mới được nhá, chứ còn là dán bình thường lên tường là không được đâu. Lên tường phải tường sơn chắc thì mới được. Đấy, sau khi các bác chỉ cần là xoáy đem cái này vào thì nó sẽ hít kia chân không này vào này và nó sẽ giữ chắc cho các bác luôn, và các bác có thể đeo quần áo hoặc treo đồ đều được nhá. Lên cho em là móc chân không. Móc chân không, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con móc chân không như này nhá. 40.000 cho một con móc chân không như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con đấm lưng nhá. Con đấm lưng đây, con này thì rất là tiện luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đấm một gãi. Đấy, một đấm một gãi như này. Đấy, cái đầu đấm này thì bằng gỗ rất là đẹp này. Đầu đấm bằng gỗ rất là đẹp này. Trên này thì bên này thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần để các bác xoáy cái phần tay này, cái phần bàn tay này vào cho em này. Đấy. Anh em các bác xoáy cho em cái bàn tay này vào đây nhá. Đấy, xoáy cho em cái bàn tay này vào cái đuôi cái đầu đằng sau này cho em này. Đấy. Để các bác dùng mình gãi này, bàn tay này để mình gãi này. Đấy. Còn cái phần đằng trước này thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần đấm bằng tia như này nhá. Cái này thì các bác có thể dùng vừa để gãi này và cái phần bên này để đấm này. Đấy. Và cái này của nó thì nó là bằng nhựa mềm nhá, bằng nhựa mềm. Các bác đấm thoải mái luôn. Đấy, ngoài đấm lưng thì các bác có thể đấm tay, đấm đùi, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Thì đầu bên này để đấm này, đầu bên này để gãi này, và có một cái gãi ở đầu bên này nữa. Thì cái này bên em gửi cho các bác là nó sẽ rời. Về nhà các bác tự lắp cái này, bàn tay này vào cho em. Đó. Thì bộ sản phẩm như này, giá sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là đấm lưng nhá. Đấm lưng giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em là đấm lưng.
đấm lưng giá của nó sẽ là 50k cho một con đấm lưng như này các bạn này. Các bạn lên cho em là đấm lưng giá sẽ là 50.000 cho một con đấm lưng như này nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác đây, cái này của nó dạng như là cao su này, nó rất là mềm luôn, các bác đấm gõ thoải mái này. Đấy, nó có thể ngoắt nghéo như này rất là sướng các bạn. Đấy, các bác có thể vòng ra sau lưng để đấm này, rồi cái này các bác lại vòng ra sau lưng để mình gãi nữa. Đấy, thì nó sẽ là một phần gãi như này và một phần đấm như này, rất là tiện, rất tiện các bác nhá, rất tiện và xịn sò cho các bác luôn. Thì chọn bộ sản phẩm như này giá sẽ là 50.000 nhá, lên mã giúp cho em là đấm lưng nhá, đấm lưng giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đấm lưng như này thôi, giá chỉ có 50k thôi, giá rất là tốt cho các bác luôn, rất tốt cho các bác luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là đấm lưng, giá của nó sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái nắp cống đồng nhá. Nắp cống đồng nó sẽ là 50.000 cho một con nắp cống đồng như này, rất là tiện để các bác sử dụng này. Con này thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi hôi này, ngăn mùi hôi cũng nhá, ngăn mùi hôi rất là tốt luôn. Đấy, ngăn mùi hôi và nó bằng đồng nguyên khối cho nên là chống rỉ sét nhá, chống rỉ sét. Gioăng bằng cao su và nắp thì luôn là chế độ là đậy nhá. Đấy, luôn chế độ thăng bằng là chế độ đậy như này. Khi nào mình xả nước thì nó mới mở, còn luôn luôn là nó đậy thì nó sẽ ngăn mùi rất là tốt. Lên mã giúp cho em là nắp cống đồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nắp cống đồng như này sẽ là 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác nha, đây nó sẽ là một cái dạng nắp cống như này. Thì các bác chỉ cần đặt xuống cho em là xong. Đấy, giúp nó giúp cho các bác là ngăn mùi rất là tốt này, ngăn mùi rất tốt. Khi nào mình rót nước mình chảy thì nó mới chảy, còn không là nó sẽ ngăn mùi luôn. Đấy, tét với cái khói này. Đấy, khi nó chảy nó sẽ như này. Đấy, đặt vào phát khói ngừng luôn nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nắp cống đồng, giá thì chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000 thôi. Khi nào nước chảy thì nó mới mở, còn là nước đóng thì nó sẽ luôn là chế độ đóng nhá. Đấy, lên cho em là nắp cống đồng giá sẽ là 50.000. 50.000 cho một con nắp cống đồng như này các bác này. Đấy, 50.000 các bác nhá, rất là chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là bình 20 nhá. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và con này thì cơ bản là các bác chỉ dùng để đựng nước lọc và nước sôi thôi. Đấy, chứ còn con này thì nó sẽ không giữ nhiệt đâu. Đấy, lưu ý các bác vậy, tại vì một con bình nó bằng inox mà giá chỉ có 80.000 thì nó chỉ là bình đựng nước bình thường thôi. Chứ nếu các bác yêu cầu mà giữ nhiệt thì con này không có tính năng giữ nhiệt đâu nhá. Đấy, nói thẳng các bác thế luôn cho nó nhanh và lành. Tránh cái việc là đến nơi các bác bảo là bình đểu không giữ được nhiệt. Một con bình bằng inox như này mà giá chỉ có 80.000 thôi. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Đây, các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ. 2 lít cả vỏ các bác nhá, tức là tính vỏ, cái vỏ bên ngoài của nó là 2 lít nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con bình như này thì nói chung là giá hợp lý cho các bác rồi. Hàng inox 304 nhá, inox 304. Không gì, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bình 20, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này thôi. Giá sẽ là 80k. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn, lên cho em là bình 20. Giá sẽ là 80.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia bàn là mini nhá, bàn là hơi nước mini. Đây, nó sẽ làm con bàn là nhỏ gọn như này. Có đèn báo này, có công tắc dơ le đóng ngắt coi nhá. Đấy, có đèn báo dơ le đóng ngắt và có hệ thống cấp nước tự động nhá. Đấy, các bác về các bác cho nước vào đây cho em. Cho nước vào cái đầu này cho em này. Sau đó thì mình sử dụng thì mình đậy vào đây. Khi nào mình bơm thì mình đẩy như này là nước nó sẽ xuống nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bàn là mini nhá. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị chỉ có 135.000 thôi. 135.000 cho con đại bàn là nước mini như này nhá. 135k. Đấy, cái phần mâm này của nó rất là dày này, nhiệt lên rất là nhanh nhá, và hơi nước thì các bác dùng không lo bị cháy quần áo. Giá sẽ là 135.000, nhỏ gọn khoảng 20 cm. Các bác có thể bỏ vào bao lô để mình mang đi du lịch, đi chơi, đi công tác đều được hết. Giá sẽ là 125.000, à 135.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga thì nó sẽ là một cái con lọc rác như này, có hai màu, màu xanh và màu vàng. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa như này thôi. Sau đó thì rác đồ ăn thực phẩm thừa mình bỏ hết vào đây, sau đó thì mình vỗ vào cái chậu, cái thùng rác nhà mình là xong. Nó rất là tiện. Lên cho lọc rác Thiên Nga có cả màu cam này. Giá sẽ là 25k cho con lọc rác Thiên Nga như này nhá. Đấy, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem cái công dụng của nó luôn. Nó rất là tiện dụng để cho các bác mình sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, rửa bát, rửa đũa nhá. Giá là 25k, lọc rác Thiên Nga. Thì con này nó khá là tiện đây các bác này. Đấy, ví dụ như đây nhá.
đồ ăn thực phẩm thừa các thứ này mình rửa xong mình đổ hết vào cho em. Đấy, sau đó thì mình vỗ vào thùng rác thôi. Mình dùng cái lọc này thì nhiều khi nó không tiện, nhưng đây các bác quặc vào như này xong. Đấy, thực phẩm đồ ăn các thứ thừa đổ hết vào đây. Đấy, nước thì nó chảy xuống, còn cái bã thì các bác giữ lại mình đổ vào thùng rác là xong. Rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 trong con lọc rác Thiên Nga này thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng nhựa mềm nhá, bằng nhựa mềm cho nên dùng cực kỳ bền bỉ và yên tâm. Rồi ok các bác. Hello chào bác nha, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là kia túi rác các bác này. Cái túi này thì các bác chuyên đựng rác. Một quận này của nó sẽ là bao gồm là 100 chiếc nhá. Một quận này bao gồm 100 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. 100 chiếc cho một quận túi rác như này và giá chỉ có 50 cành thôi. Kích thước của nó sẽ là 45 x 40 nhá. Về nhà thì các bác xé cho em cái này ra này. Đấy, cái này là nó sẽ là cái phần nối từ túi nọ sang túi kia. Các bác xé ra cho em. Sau đó thì cái phần màu xanh nó sẽ là cái phần màu xanh này thì nó sẽ là cái phần quai nhá, nó sẽ là phần quai và phần miệng luôn đây. Đấy, thì các bác giở ra như này cho em. Giở ra như này. Sau đó thì mình bỏ rác, bỏ thực phẩm các thứ đồ thừa các thứ đó, bỏ vào đây cho em. Đó, bỏ vào đây cho em. Sau đó thì khi mình sử dụng thì mình vứt ý, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là cái quai như này nhá. Có cái quai như này thì các bác chỉ cần cầm hai cái quai này các bác rút lên. Rút lên thì cái miệng này nó sẽ tự thắt vào các bác này. Đấy là nó sẽ thành một cái túi đựng rác như này. Rất là ngon lành chắc chắn nhá. Cái này các bác có thể đổ cả nước nóng bằng thoải mái luôn. Túi của nó thì rất là dai và chắc nhá. Đây các bác này. Đấy, có quai sách này. Túi thì có quai sách như này và rất là dai và chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái túi đựng rác như này. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một quận nhá. 50.000 một quận như này. Đấy các bác lên cho em là túi rác, giá của nó sẽ là 50k cho một quận như này và một quận này của nó sẽ là 100 túi cho các bác luôn. Đấy. Kích thước của nó là 45 x 50 và một quận này sẽ là 100 cái nhá, 100 cái. Đấy, 100 cái và giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k lên cho em là túi rác nhá. Các bác lên cho em là túi rác. Túi rác này, giá của nó sẽ là 50k cho một quận như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái Eto các bác nhá. Các bác lên cho em là Eto. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này của nó sẽ là hàng của thương hiệu Asahi nhá. Asahi, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của nó thì nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Asahi này. Đấy, thương hiệu Asahi, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, tem của nó là tem nhôm nhá, tem nhôm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Asahi nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là độ mở là 5cm nhé. Độ mở là 5cm. Đó, và có cái phần ngoàm như này. Phần ngoàm là 6cm thì các bác có thể ngoàm lên bàn này hoặc là các cái khu vực đều được hết nhé. Đó, lên mã giúp cho em là Eto kẹp. Giá sẽ là 190.000 nhé. 190.000 cho con Eto kẹp như này. Đấy, hàng rất chất lượng và giá thì khá là hợp lý cho các bác thôi. Đó, đây các bác, đây nó sẽ có cái thông số của nó này. Đấy, độ kẹp này là 55 này. Đấy, độ mở là 50 nhé. Và chiều rộng bản của nó là 60. Đó, lên mã giúp cho em đó là Eto kẹp nhá. Eto kẹp, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá Eto kẹp này. Eto kẹp giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190k cho con Eto kẹp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm nhá. Các bác lên cho em là sáp thơm. Giá thì sẽ là 20.000 cho một cái hộp sáp thơm như này. 20k trên một hộp nhá. Cái này thì các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có 3-4 màu cho các bác luôn và giá thì chỉ có 20 cành cho một hộp sáp thơm này thôi. Lên mã giúp cho em là sáp thơm nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 cho một hộp sáp thơm này. Các bác có thể mua để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều ok hết và giá rất hợp lý. Chỉ có 20.000 thôi. Nó sẽ có cho các bác là các màu với các mùi hương khác nhau. Mỗi màu là một mùi hương khác nhau, các bác có thể lấy 2-3-4-5 màu tùy theo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con cốc tự khuấy các bác nhá. Các bác lên cho em là cốc tự khuấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90.000 trong con cốc tự khuấy như này thôi. Ở đây thì nó sẽ là dùng pin nhá, về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em. Đấy. Ở đây thì bên shop đã có sẵn kèm pin cho các bác rồi, về nhà các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, có kèm sẵn pin cho các bác nhá. Có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy, nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp vào đít này cho em. Đấy, lắp đít cho em là ok nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đây. Đấy, ở trong này nó sẽ là một cái dòng cốc rất là hiện đại như này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái hạt nam châm từ trường nhá. Cái hạt nam châm này thì các bác có thể bỏ ra được này. Đấy, bỏ ra như này. Đấy, khi mình ném vào nó sẽ tự nó hít vào giữa này. Đấy, và khi các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, thấy không? Bên trong của nó là inox 304 nhá, sáng bóng đẹp nhá và có gioăng chống nước nhá. Đấy, nắp niếc ngon lành.
rất là ngon lành cho bác luôn. Về nhà các bác dùng để uống cà phê rồi uống các cái loại nước ngũ cốc các thứ đều ok hết nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá, 90.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là massage cánh bướm nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang bán cho bác với giá chỉ có 40.000 thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, một miếng dán và một cái cáp sạc như này. Đấy, về nhà thì các bác bóc cái này ra cho em nhá. Bóc cái này ra này. Đấy, bóc cái này ra sau đó thì ở đây nó sẽ là một cái miếng dán này, một cái miếng dán như này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy. Bóc cái miếng dán này ra thì mình mới dán lên cơ thể được nhá. Mình mới dán lên các cái phần mình cần massage thư giãn được. Đấy. Sau đó thì các bác dán cho em cái này vào đây. Đây. Dán cho em cái này vào đây. Đấy. Dán cái này vào đây thì nó sẽ công dụng của nó là đây. Đấy, dán vào đây cho em. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là ngon nhá. Đó thì các bác chỉ cần là dán lên trên tay này hoặc là lên các cái phần cơ thể này. Sau đó thì mình bắt đầu là mình đây, các bác bóc hết cái này ra cho em. Đây nó sẽ có một cái miếng dán để nó giữ cái keo này các bác nhá. Đấy thì có một cái miếng giấy bóng này. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra cho em này. Đấy, bóc cái giấy bóng này ra. Bóc hết cái giấy bóng này ra nhá. Có cái giấy bóng mỏng các bác bóc ra này. Đấy, các bác đặt lên này, sau đó mình dán này. Sau đó thì bắt đầu là mình các bác có thể dán lên các cái phần nào tùy ý nhá. Đấy, tùy ý mình. Đó, các bác dán cái lẫy này vào cho em này. Đây, bây giờ em sẽ dán lên cái bắp đùi cho bác xem nhá. Dán lên cái bắp đùi cho bác xem này. Đây. Đấy, dán lên cái bắp đùi này nhá. Đó, đây, cho nó rung cho bác xem nhá. Đây, các bác ấn dấu cộng này. Dấu cộng 2 lần là máy bắt đầu chạy này. Đấy, cái dấu cộng như này. Và máy chạy nó massage là nó sẽ rung cho cơ thể rất là tốt luôn nhá. Đấy, ví dụ con nào yếu pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này thì nó đang bị yếu pin rồi nhá. Đấy, nó sẽ rung massage cho cơ thể rất là tốt luôn. Đó, tanh tách luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy, về nhà các bác. Con này thì nó vừa là massage rung và vừa là xung điện nhá. Lưu ý các bác là con này là nó vừa là rung và vừa là xung điện luôn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì nó sẽ hơi tê tê đấy. Mới đầu chưa quen thì nó cũng giật khá là mạnh. Đấy, thì các bác để cái cấp độ nhỏ cho em. Đó. Thì một combo như này bao gồm là một cáp sạc này, một thân máy và một bộ dán như này. Lên cho em là massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm giá của nó sẽ là 40k. 40k cho một con massage cánh bướm như này. 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật nhá. Đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá. 300ml một con khay như này. Đây, có nắp đậy cho bác này, có nắp đậy cho bác. Thì cái này các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bỏ tủ lạnh hoặc là mang đồ ăn đi làm đều được hết nhá. Dòng này của nó sẽ là khay inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều rộng thì khoảng 9 cm. Đấy, 8-9 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm. Và giá của nó sẽ là 30k. Lên cho em là khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật này. Đấy, nó hình chữ nhật cho nên em lên nó là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một con khay chữ nhật như này. Các bác lên cho là khay chữ nhật giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén mặt trời đây. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ ấm mặt trời như này sẽ bao gồm cho bác là đựng trong một cái túi vải nhá. Một cái gắp này, một cái khay này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là một cái khay để đựng nước và một cái khay bằng tre này để úp cốc này. Sau đó thì nó sẽ có cho các bác là một cái chuyên này. Cái chuyên này thì của nó thì nó sẽ là dòng nhỏ trong lòng bàn tay thôi nhá. Nhỏ trong lòng bàn tay thôi. Đấy, và sẽ có cho các bác là 6 cái chén nhá. Đấy, một chuyên 6 chén. 6 chén cho các bác luôn. Đấy, và nó còn có cho các bác thêm một cái món nữa. Đó là một cái hũ. Một cái hũ đựng chè các bạn. Đấy, thêm một cái hũ đựng chè như này. Cái hũ này thì nó sẽ đựng được khoảng là từ 3 đến 5 ấm chè nhá. Từ 3 đến 5 ấm chè. Rất là tiện các bác cho ra đây cho em. Đó, một lần lấy thì các bác cứ cho đầy ở đây cho em, sau đó thì mình lại bỏ vào. Đấy các bác này, đấy. Và cái chuyên này thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này nhá. Chuyên trong lòng bàn tay như này thôi. Chuyên rất nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 chén, một chuyên. Đấy, một cái gắp như này, khay khiếc cái thứ đầy đủ cho bác luôn và một khăn lau như này nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác như này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là đi 140.000 thôi. Lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Bộ ấm mặt trời này. Bộ ấm mặt trời. Mặt trời giá của nó sẽ là 140k nhá.
140.000 cho bộ ấm mặt trời này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây này, một vòi xịt và một giá đỡ, có kèm cho các bác là cả ốc yếc đầy đủ cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật này, của thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật đây, rất chất lượng cho bác nhá. Ốc yếc giá đỡ đầy đủ, dây này, vòi của nó đều bằng inox 304 nhá, tự đóng ngoắt nhá. Đấy, tự đóng ngoắt, khi nào xịt thì nó ra, không xịt thì nó sẽ giữ nguyên như vậy. Dây dài cho các bác luôn. Đó. Và combo như này các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá chỉ có 100 cành cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh thì thôi. Nó rất là tiện để cho các bác sử dụng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, để mình xịt rửa nhà vệ sinh, xịt rửa nhà tắm, hoặc là các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi để mình xịt tưới cây cũng ok. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100.000 cho bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con máy thái rau các bác nhá. Máy thái rau thì con này nó sẽ là dùng bằng tay nhá. Dùng bằng tay chứ không phải dùng bằng máy đâu. Các bác lưu ý vậy, không nên các bác về các bác lại bảo là sao lại gọi tên là máy mà lại dùng bằng tay. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy này. Cảm ơn. Đẹp. Một mang lấy cái ghim ghim màn hoa vào đi, ghim chưa? Được rồi. Một thân máy này. Đấy, một bộ lưỡi này, bộ lưỡi thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. 3 đôi thì về nhà các bác lắp vào cái lồng này cho em. Lắp cái lồng này cho em này. Đấy, các bác lắp vào đây này. Lắp vào đây. Đấy, các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây, sau đó thì mình lắp vào cái phần thân máy này. Và khi mình quay ấy, khi mình quay thì là cái hoa quả nó sẽ, hoa rau củ nó sẽ quay như này, là cái phần lưỡi này nó sẽ chém và nó sẽ ra nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 80.000 cho một cái con máy thái rau như này thôi. Nó rất là tiện dụng các bạn. Đấy, thì em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá của nó cũng rất là hợp lý. Các bác có thể mua về để mình thái rau, củ quả. Thế nên là máy thái rau bằng tay nhá. Máy thái rau này bằng tay, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con máy thái rau bằng tay như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn này. Là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Không ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Rồi ok. Chế biến món ăn là. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái đuôi cảm ứng nhá các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi cảm ứng, lên cho em là đuôi cảm ứng. Thì con này về nhà các bác bắt trực tiếp điện 220V cho em, sau đó thì lắp bóng đèn vào đây và nó sẽ có ốc xoáy cho các bác đàng hoàng. Đấy, và có điều chỉnh chế độ sáng là 16 giây, 32 giây và 5 phút nhé. 5 phút và có chuyển động là ban ngày. Đấy. Đuôi cảm ứng chuyển động nhé. Đấy, lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động. Giá của nó sẽ là đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có cái video review thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy. Lên tem là đuôi cảm ứng chuyển động. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, đuôi cảm ứng chuyển động này. Các lên cho em là đuôi cảm ứng nhá. Đấy, đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng chuyển động như này. 60k nhá. 60k cho cái đuôi cảm ứng chuyển động. Đây, video thực tế luôn. Chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi
Trên tay mình đây là cái đu đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đu đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đu đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi, cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá, giá của nó sẽ là 60.000 trong cái đuôi như này thôi, giá sẽ là 60k nhá. Về nhà các bác cứ lắp vào bắt điện bình thường, nó là đuôi xoáy E27, một cái đuôi rất là phổ thông. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm điều hòa huyết áp, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì hàng được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia, giá của nó đang bán là 1.800.000 nhá, 1.800.000, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng đấy. Và riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng hậu 20 tháng 10, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành cho một con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Hạt của nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Khi mà mình đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và các bác nên đeo nhá. Đấy, rất là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ có là 108 hạt kèm thêm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Bằng gỗ trầm tự nhiên rất là thơm luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia. Và hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng đang bán là 1.800.000, xả cho các bác giá chỉ còn 50k thôi nhá, 50k. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá thì chỉ có cho các bác là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái các bác lên cho em là các bác lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Thì ở đây nó sẽ là một con tô vít như này và có cả đèn pin luôn. Có đèn pin thì về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhá. Đấy, cái này thì về nhà các bác tháo cái này ra này, tháo cái lẫy này ra. Đấy, các bác trượt cái lẫy này ra cho em, sau đó thì mình lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ là sử dụng một cái quả pin con thỏ loại nhỏ một viên nhá, một viên. Thì các bác có thể lắp đèn vào đây để mình sử dụng, mình khi mà mình làm ban đêm thì mình cần thì mình bật đèn lên. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Các bác mở ra này. Đấy. Thì ví dụ như là các bác muốn xoáy cái nào vừa thì mình dùng. Nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ là 8 trong 1 luôn. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít như này. 8 cái đầu vít như này nhá. Hàng cực kỳ chắc chắn và ngon lành, và nó có thể gấp gọn được thì nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng. Đó. 8 trong 1 luôn và có cả đèn pin như này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 cái đầu vít nhá, và một cái thân đèn nữa, một cái đèn như này để các bác dùng để đây nó sẽ là một cái hệ thống đèn LED như này, rất là sáng luôn. Đấy. Con này các bác lên mã giúp cho em là tô vít đèn nhá. Giá của nó sẽ là 50.000, nó có một cái đèn. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là tô vít đèn. Đấy. Hoặc không các bác cứ lên cho em là tô vít vạn năng được, tô vít vạn năng. Đó, tô vít vạn năng này. Tô vít vạn năng giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Đó, tô vít vạn năng. Đấy, rất là đẹp luôn. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít, đầu to, đầu nhỏ như này. Đấy, có cả những cái đầu tròn, đầu lục giác cho các bác luôn. Rất là tiện nhá. Đấy, có cái đầu tròn này các bác này. Đấy, ở đây thì không phải đầu tròn mà nó sẽ là một cái thân tô vít nhỏ như này. Nó sẽ có một cái con nhỏ tí này các bác này. Đấy, thì các bác có thể xoáy ra để mình sử dụng. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai đầu nhỏ như này nhá. Các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra sau đó thì mình xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em. Đó, thì là nó sẽ có hai đầu, một đầu là con này là siêu nhỏ luôn để cho các bác sử dụng các cái đồ lặt vặt đấy. Đấy, nó có hai cái đầu nhỏ, một đầu dẹt, một đầu tròn. Còn lại là nó sẽ là dẹt và múi hết nhá, dẹt và múi từ nhỏ đến to. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Lên cho em là tô vít vạn năng, tô vít vạn năng giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc đây. Đấy, nó sẽ là một cái bật lửa hình, nó sẽ có đính một viên ngọc như này, đính một viên ngọc như này. Đấy, và con này thì về nhà các bác châm dầu thơm vào cho em nhé, dầu thơm hoặc là xăng bình thường cũng được. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu vàng và màu bạc này. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc. Nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con bật lửa như này.
Con này thì nó sẽ là hàng mạ bạc nhá, mạ bạc này, còn con này là mạ vàng 18 carat này, mạ vàng 18 carat. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đều là hình con rồng như này nhá, hình con rồng như này. Rất tuyệt vời cho các bác luôn, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc như này, viên ngọc màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì bên shop có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá, màu vàng màu bạc. Thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá, cho xăng thơm vào cho em. Lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bật lửa ngọc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia nhá. Đây nó sẽ là dòng một sim nhá, dòng một sim. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu đen, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, không chọn màu các bác nhá. Đấy, một điện thoại, một pin và một củ sạc. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này của thương hiệu Nokia nhá. Nokia. Đó. Về nhà thì các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp. Các bác lắp ấy vào cho em. Đấy, lắp pin rồi các bác khởi động lên. Đấy, lắp pin vào nhá. Đây. Các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào. Các bác lắp pin và khởi động lên cho em là xong. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng. Hàng thương hiệu Nokia cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đó. Đây, đấy, và con này thì giá của nó sẽ là 150.000, bàn phím nổi nhá. Bàn phím nổi rất là dễ sử dụng cho bác luôn. Đó, về nhà các bác lắp sim vào cho em. Đó. Hàng của thương hiệu Nokia nhá. Thương hiệu Nokia đây. Đấy, logo của hãng đây, Nokia con này. Đấy, hàng của Nokia cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. Lên cho em là điện thoại một sim nhá, điện thoại một sim. Giá sẽ là 130k. À xin lỗi các bác là 150.000 nhá, 150k, em nói nhầm nhá. 150.000 cho một con điện thoại một sim như này, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ống hút rửa bát các bác nhá. Ống hút rửa bát thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu đầu vòi như này, đầu vòi xịt như này, và hệ thống dây rồi ống dẫn nhá. Đó. Và giá thì chỉ có 70 cành thôi. Lên cho em là hút nước rửa bát. Hút nước rửa bát giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, đây thì cái sơ đồ của nó đấu nối như này các bác này. Đấy, lên cho em là hút nước rửa bát nhá. Đấy, hút nước rửa bát này. Hút nước rửa bát. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái hút nước rửa bát như này, 70k. Đây, cái này nó đơn giản lắm các bác nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lấy một cái can to cho em này, sau đó mình lắp vào. Đấy, cái chậu rửa nào nó cũng có cái hệ thống vòi này hết, các bác lắp xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào đầu vòi trong đó, lắp vào can là xong. Thì khi mình rửa bát thì mình cứ dùng cái can 5 lít ấy, nó rất là tiện. Các bác cứ thế là mình bơm ấn thôi, đừng dùng cái vòi nhỏ nữa. Nó đừng dùng cái nhỏ, nó rất là tốn kém và mất vệ sinh. Đấy, cứ lắp vào chậu rửa này cho em là mình dùng thôi. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát này thôi, rất tiện dụng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá, đèn F1. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một tấm pin năng lượng dời như này, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét này, và một con đèn như này. Cái công suất của nó thì khá là sáng luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Siêu sáng luôn. Thì các bác có thể để ngoài trời hoặc là mình để trong nhà cũng đều được nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng này. Lên cho em là đèn F1 nhá, đèn F1. Đấy, đèn F1. Thì đây nó sẽ là các cái mắt led như này, và nó sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Có cảm biến nhá, có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua thì nó sẽ tắt các bạn, nó rất là tiện. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời như này, và có cho các bác là cả điều khiển luôn nhá, cả điều khiển luôn. Thì các bác có thể dùng để tắt bật bằng điều khiển được. Đây. Đấy. Đây, tắt đi này, bật lên này, chế độ sáng 1 này, đấy, sáng 2 và sáng 3 nhá. Đó, 3 này, 2 này, 1 này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là tiện nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Một cái đèn F1 như này, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho một con đèn như này. Có điều khiển cho các bác luôn, và có cả cái ốc vít giá đỡ để các bác bắt vít vào nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác để các bác sử dụng để mình lấy ánh sáng tự nhiên, sáng năng lượng mặt trời, và rất là tiết kiệm pin nhá, tiết kiệm pin cho các bác luôn. Và cái giá cũng rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng lâu dài. Lên mã giúp cho em đó là đèn
F1 giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đó. Lên mã theo là đèn F1 nhá. Đèn F1 giá sẽ là 130.000. Đèn F1 giá sẽ là 130k trong con đèn năng lượng F1 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bắt mũi nhá. Đấy. Qua lên đèn là đèn bắt mũi đen, giá sẽ là 130.000 cho một con đèn bắt mũi đen như này. 130.000. Lên cho em là đèn bắt mũi đen nhá, giá sẽ là 130.000 các bác này. Đấy. Hả? 120.000 các bác nhá, 120.000. Đây thì nó sẽ là cái ô để các bác đựng mũi vào đây này. Đấy, đựng mũi vào đây. Và khi các bác cắm điện lên thì ở đây nó sẽ là một cái mên lưới, nó giống như là cái giống như cái vật mũi ấy. Thì con mũi nó bay vào và nó sẽ chạm vào cái đèn này là nó sẽ bị giật. Đấy. Nó đơn giản thôi, giật nó chết nhá. Lên cho em là đèn bắt mũi đen, các bác có thể cắm trực tiếp là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn bắt mũi luôn. Đấy, lên cho em là đèn bắt mũi đen. Đèn bắt mũi đen này, đó, đèn bắt mũi đen. Bắt mũi đen nhá, giá của nó sẽ là 120 cành. 120 cành nhưng mà con đèn bắt mũi đen như này. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho quý cô bác anh chị và các bạn luôn, đèn bắt mũi đen 120.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo các bác nhá. Các bác lên cho em là táo Nhật nhá, táo Nhật này. Một bịch này của nó thì sẽ là vào khoảng là từ 8 lạng đến 1 kg nhá, từ 8 lạng đến 1 kg. Đấy thì một bịch như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một bịch táo như này nhá, 100k cho một bịch táo như này. Táo của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, toàn bộ tem mác chữ Nhật hết này. Đấy, nó sẽ là từ 8 lạng đến 1 cân. Táo của nó sẽ là dòng táo to nhá, táo to các bạn, táo to. Và cái này thì các bác dùng nó rất là da luôn tại vì nó đã sấy khô đi rồi. Cái này thì các bác có thể dùng đa di năng luôn. Thứ nhất là mình dùng để mình hãm nước để uống này. Đấy, rồi mình ngâm rượu này, hoặc là các bác có thể dùng ăn trực tiếp cũng được. Ăn trực tiếp rất là ngon và nó dai dai mềm mềm rất là ngon luôn. Lên cho em là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã cho em là táo khô, giá sẽ là 100k. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi. Nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 cho con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này, và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này, một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp.
giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm cháp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên trên là nồi cơm cháp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu, lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy thôi nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đơn hàng các bác nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là nay bên shop tiếp tục về cái sạc đa năng không nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc dự phòng. Thì bên shop có 3 mẫu cho các bác. Đấy, đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái sạc ngân hàng nhá. Con này thì bên em lên mã nó là sạc ngân hàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho một con sạc ngân hàng như này. Thì giá sẽ là 190k. Con này thì dung lượng pin của nó sẽ là đây. Dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh. Đấy, đầu ra đầu vào đều là 5V 2.1A các bác nhá. Đấy, sạc ngân hàng power bank này. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một chân sạc vào này. Cái này để các bác sạc vào này và sẽ có cho các bác là 3 chân sạc cho 3 loại điện thoại khác nhau nhá. Đấy, Samsung này, iPhone này và Oppo nhá, Oppo. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 thì em đang cắm sạc vào đây, đang báo sạc đây các bác này. Đó, đang báo sạc đây. Thì con này nó sẽ có báo pin luôn, dung lượng pin là 75% nhá. Và có cả hai cái mắt đèn pin này luôn này. Các bác nhấn lì này là hai cái mắt đèn pin nó sẽ lên này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc vào nữa, hai chân sạc vào bé này, một là Type C, một là Oppo này. Đấy, thì các bác dùng chân sạc nào cũng được, nói chung là nó rất là đa di năng và rất tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 190.000 thôi. Đấy, lên trên là sạc ngân hàng, cái shop đang bán là 190.000, đợt này về cho bác giá rất là tốt nhá, chỉ còn cho các bác là 170.000 cho con sạc ngân hàng này thôi. Đấy, còn một ít nữa thì em bán xả kho thanh lý nốt cho các bác nhá. Đấy, lên trên là sạc ngân hàng, giá của nó sẽ là 190k. Đó, sạc ngân hàng 190.000 nhá, xả cho các bác chỉ còn là 170k thôi, 170k cho cái mã sạc ngân hàng như này nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sạc dự phòng A. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Takasio này, Takasio Made in Japan nhá. Đó, con này thì nó cũng như con kia thôi, cũng có 3 chân sạc này. Đấy, cũng có 3 chân sạc như này. Và dung lượng pin của nó cũng là 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh. Đấy, cổng ra cổng vào thì cũng đều là 5V và 2A nhá, 5V 2A. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chân. Con này thì cái dây của nó sẽ dài hơn một chút nhá. Đấy, có 3 chân như này và một chân sạc vào nhá, một chân sạc vào. Các bác cũng cắm bình thường, có đèn pin, có báo pin đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy.
này là cổng vào nhá, cổng vào đây các bác này, đấy, cổng vào này, đấy, cổng vào các bác nhá. Giá thì sẽ rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đang báo pin 76% này, 76% đây, đó, đang sạc vào này. Con này thì giá đợt này về cho bác, giá chỉ còn cho các bác là 230.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A, giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Hàng của thương hiệu Takasio này, đấy, Made in Japan nhá, Made in Japan. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Con này thì trước em đang bán là 270.000. Đợt này thì về cho các bác giá tốt, chỉ còn cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sạc dự phòng A, giá sẽ là 230.000. Đấy, sạc dự phòng A này, giá sẽ là 230.000. Đó. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng này, sạc dự phòng A, giá sẽ là 230.000 nhé. 230.000 cho con sạc dự phòng A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã tiếp theo, đó là cái sạc của Samsung nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng của Samsung này. Con này thì là 10.000 mAh nhá, 10.000 mAh. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng của thương hiệu Samsung này. Đấy, hàng của Samsung. Nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Và rất là chất lượng cho các bác luôn. Khi các bác nhận hàng là nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì dung lượng pin của nó chỉ có 10.000 mAh thôi nhá. Đấy, và cái giá của nó thì rất là tốt luôn. Các bác lên cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này các bác. Đấy. Đây, về nhà các bác khui ra cho em nhá, nguyên đai nguyên kiện như này luôn nhá. Đấy. Một con sạc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Samsung nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Samsung này. Đây. Đấy, hàng của thương hiệu Samsung này. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là dung lượng pin của nó sẽ là 10.000 mAh nhá. Đó, và đây thì nó sẽ có là hai cổng ra này. Hai cổng ra của chân USB và một cổng sạc vào nhá. Con này thì nó sẽ là hàng rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đây, rút nguồn này các bác bật nguồn lên này. Đấy, lúc nào sử dụng thì các bác bật nguồn này lên là xong. Đó. Thì con này nó không có dây đâu. Con này thì khá là chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Sạc dự phòng Samsung. Đó. Đây, sạc dự phòng của thương hiệu Samsung. Và giá thì sẽ là, các bác lên cho em là sạc dự phòng Samsung nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một em sạc dự phòng Samsung như này. Con này thì cũng rất là tiện cho các bác sử dụng, và hàng của hãng Samsung thì các bác yên tâm sử dụng, rất là chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bơm cây nhá. Bơm cây thì con này nó là hàng cồng kềnh, đóng gói và vận chuyển nó rất là phức tạp, cho nên là các bác cân nhắc giúp cho em khi mua hàng. Cảm thấy là nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng hợp lý thì các bác hãng nên đặt mua, tránh cái việc là hàng đưa đến các bác không nhận. Cái giá trị của sản phẩm thì nó cũng rất là vừa phải thôi, chỉ có 150.000 cho một con bơm như này thôi. Thân của nó thì bằng thép nhá. Thân của nó thì bằng thép và bơm của nó thân bằng inox, bằng thép, bơm rất là khỏe luôn. Có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo lên bơm lên được tới con này bơm lên được tới 11 cân nhá, rất là khỏe luôn, bơm lên được tới 11 cân thì các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu kết nối như này để các bác bơm xe đạp, bơm xe máy đều ok hết nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng siêu cồng kềnh. Đấy, đóng gói rất là phức tạp, thế nên em nhắc lại các bác là cân nhắc kỹ trước khi mua hàng. Cảm thấy nhu cầu và mục đích của mình là phù hợp thì các bác hãy mua. Lên mã giúp cho em là bơm cây nhá. Đó. Bơm cây sẽ là 150.000. Đó. Em xin nhắc lại là cái bơm cây này thì nó rất là cồng kềnh, đóng gói rất phức tạp và tiền vận chuyển mất rất là nhiều. Đấy, chiều dài của nó là lên tới 60cm như này. Chưa tính là cái phần rút lên nữa. Đấy, rất là cồng kềnh nhá, đóng gói rất phức tạp, cho nên là các bác cảm thấy nhu cầu mục đích sử dụng của mình nó phù hợp thì các bác hãy đặt mua. Tránh cái việc là hàng gửi đến các bác bom, hàng các bác không nhận thì nó tội thân em ra. Đấy, lưu ý các bác như vậy, hàng rất cồng kềnh và đóng gói phức tạp, vận chuyển rất là mất công. Đấy, cho nên là tiền ship mất nhiều, cho nên là hàng cồng kềnh, cho nên các bác cân nhắc, cảm thấy nhu cầu mục đích sử dụng phù hợp thì các bác hãng đặt, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận, mất công em các bác nhá. Đó, bơm cây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá, cưa gấp hàng nội địa của Nhật và giá thì lại rất là Việt Nam luôn. Một con cưa gấp như này, chiều dài của cưa là 30cm nhé, chiều dài của lưỡi là 30cm. Đấy, khi giả ra thì nó vào khoảng trên 60cm. Các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rất là đẹp luôn. Có cái phần lưỡi mở như này để các bác cưa cây nó rất là chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đấy, hàng Made in Japan, nội địa của Nhật này. Đây, Japan này. Đó. Phần thép của nó thì thôi rồi luôn, các bác có thể gấp thoải mái này. Đấy, thép của nó là thép siêu mềm luôn nhá. Thép lưỡi cưa siêu mềm cho các bác luôn, rất là ngon nhá. Và giá thì chỉ có 50.000 thôi.
lên cho em là cưa gấp nhá, cưa gấp giá sẽ là 50k. Đó, cưa gấp 50.000 các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là cưa gấp này. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái cưa gấp như này các bác này, 50.000 cho một cưa gấp như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Hàng made in Japan và có kèm cho các bác một lò xo luôn nhá. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, có kèm một lò xo. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho một con kéo cành cam này thôi. Các bác lên thêm là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70.000 cho một chiếc kéo cành cam như này thì con này các bác có thể dùng để mình cắt cây, cắt cành rồi tỉa cây cành, cây cảnh thứ rất là ok luôn. Đấy, tất cả thân kéo các thứ đều bằng thép hết nhá, bằng thép hết này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan, thép SK5 không gì nhá. Đó, các bác dùng để cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cối rất là ok cho các bác luôn. Đó. Và một con kéo như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 70.000 thôi. 70.000 cho một con kéo như này các bác này. Đấy, hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Các bác dùng để cắt cây, cắt cành cái thứ cực kỳ là ok. Khi sử dụng thì các bác đẩy cái lẫy này cho em này. Đấy, cái lẫy này các bác đẩy ra để mình mở này. Khi đóng vào thì các bác đẩy cái lẫy này là kéo nó sẽ ở chế độ đóng này. Đấy, hàng made in Japan các bác nhá. Đây, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp mà cái giá thì rất Việt Nam. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam nhá. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một con kéo cành cam như này các bác nhá. Đấy. Nếu mà hôm nay bác nào mua cả cưa cả kéo thì bên em sẽ tính cho bác giá là 130.000 và bao ship nhá. Đấy, 120 cộng với lại 10.000 ship nữa là 130.000. Thì bên em sẽ tính cho bác là 130.000 và bao ship cho bác luôn. Lên cho em là kéo cành cam giá sẽ là 70.000 nhá. Kéo cành cam này, giá của nó sẽ là 70k nhá. Mua cả cưa kéo thì thành 130. Đấy thì sẽ gọi là cộng thêm 10.000 ship thôi các bác nhá. Cộng thêm 10.000 ship thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái massage 3D nhá. Các bác lên mã cho em là massage 3D. Con này thì dùng bằng tay thôi các bác nhá. Dùng bằng tay mình lăn như này các bác này. Đấy, mình lăn như này thì nó thư giãn cho cơ thể rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để massage tay này, cổ này, vai, gáy này, ngực này. Đây. Đấy, các bác có thể dùng đa di năng luôn. Mặt này, cổ, vai, gáy, các bắp tay, bắp chân này, ngực này, đấy đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là massage 3D nhá, massage 3D. Giá thì chỉ có 50.000 cho một con massage 3D như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là massage 3D, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Massage 3D này. Massage 3D giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một con massage 3D như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông thì đây nó sẽ là một con đèn rất là đẹp. Đấy, nó sẽ là dùng sử dụng sạc pin. Và sạc pin có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Và về nhà các bác chỉ cần là bật cho em cái chiếc app này lên là xong này. Đó, bật cái chiếc app này lên là xong. Đó, các bác theo. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hàng của Nhật này, made in Japan qua đây. Đấy, hàng của Nhật đây. Made in Japan nhá. Đó, made in Japan. Ở đây thì các bác chỉ cần bật cho em như này thôi, sau đó thì mình điều chỉnh chiếc app nhá. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà nó rất là đẹp, bằng nhựa nhưng mà cảm giác nó như là bằng sắt ấy. Đấy, cảm giác như bằng sắt ấy, nó rất là chắc chắn và dày dẫn và được thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, và có chiếc app điều chỉnh sáng tối và đóng ngắt nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông, giá sẽ là 140k nhá. Đấy. Đây, đèn mang sông này, 140.000 cho cái đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác. Thì các bác lên mã cho em là đèn mang sông nhá, con này đang bán 140. Đợt này xả cho bác còn 130.000 nhá, 130k cho một con đèn mang sông như này. Đó, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao vàng nhá. Con dao vàng đây nó sẽ là một con dao siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn các bác nhá. Đấy, hàng rất là sắc bén các bác. Ở đây thì các bác dùng để mình gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hoặc là các bác dùng để mình thái rau các thứ rất là ok nhá. Hàng này của nó siêu bén luôn nhá, siêu bén luôn. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 thôi. 40.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên mã giúp cho em là dao vàng, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng này, đó. Dao vàng, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một con dao vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp kéo cắt tóc nhá. Các bác lên cho em là cặp kéo tóc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
đó là 160.000 cho một cặp kéo tóc như này, 160k. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa. Hàng của thương hiệu Kai Japan nhé, hàng thương hiệu Kai Japan, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Về nhà các bác có thể dùng để cắt tóc này, rồi mình cắt cho người lớn, cắt cho trẻ em, người già rất là ok. Ở đây thì nó sẽ là một cặp như này, bao gồm là một con cắt và một con tỉa nhá. Con này là con cắt này, con này con tỉa này. Đấy, đầu kéo thì khá là dày như này nhá, đầu kéo khá là dày như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó rất là dễ cắt. Đấy, rất là dễ cắt cho các bác luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt quá nhá, rất là tốt luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là cặp kéo tóc của thương hiệu Kai nhá, cặp kéo tóc của Kai Japan này rất đẹp các bác. Và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một đôi kéo như này thôi. Lên cho em là cặp kéo tóc nhá, em bán theo bộ đôi như này chứ không bán lẻ nhá. Giá sẽ là 160.000 một đôi. 160.000 một đôi kéo tóc cái này. Rất là hợp lý cho các bác thôi. Giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160k. Đó. Cặp kéo tóc này. Cặp kéo tóc. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 nhá. Các bác lên cho em là cân 10, giá sẽ là 160.000. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng cân rất là xịn sò và chất lượng, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức này, thương hiệu Winling của Đức, made in Germany. Đó. Và về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là hai quả pin con thỏ nhỏ, bên em có gửi kèm bên ngoài. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật công tắc nguồn lên này, bật công tắc nguồn lên cho em. Đó, và bắt đầu cân nhá. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem cái đèn mang sông này. Con đèn mang sông thì khi các bác cân thì các bác chọn chế độ gam cho em nhá, chọn chế độ gam cho em, sau đó là cân này. Đấy, con đèn mang sông này thì khi cân thì các bác để thăng bằng cho em nhé. Đấy, để thăng bằng tránh cái việc là rung động nhá. Đó, tránh việc rung động cho em. Đấy, các bác để cho em lên cái vị trí thăng bằng nhá. Đấy, chỗ nào không thăng bằng thì nó sẽ không cân được đâu. Đó, đây. Và các bác để cho em là chế độ gam nhá. Đấy, để cho em chế độ gam cho em. Đây, đấy là ok nhá. Con này thì, đây các bác để cho em chế độ gam đi. Đây, đấy nó sẽ có các chế độ này, gam này, kilogram này. Đấy, để cho em chế độ gam là ok nhá. Đấy, chế độ gam này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu cân nhá. Đấy. Chính năng trừ bì các bác nhấn trừ bì đi này. Đấy, sau đó các bác bắt đầu cân này. Đó, bắt đầu cân nhá. Con này thì của nó sẽ là 340g nhá. 339g. Ở đây nó có gió là nó cũng bị dao động nhá. Có gió nó cũng bị dao động luôn. 339 đến 340g, tức là của em đang bị gió to cho nên nó dao động nhá. Đó, sau đó thì các bác nhấn trừ bì này, nó sẽ về không này. Sau đó thì các bác lại đặt cái này lên này. Đấy, đây em đặt cái bộ ấm mặt trời lên nhá. Bộ ấm mặt trời này thì nó sẽ là 863g nhá. 863g. Đó, rất ok cho các bác luôn. Thì bên em đang có gió cho nên nó bị dao động. Thì các bác cân thì tránh cái khu vực nào bị gió ra nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong nhà bếp. Đấy, sau khi bỏ ra thì các bác lại nhấn cái trừ bì này đi cho em để mình cân nhá. Và giá thì sẽ là 160.000 thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là cân Đức nhá, cân 10 Đức nhá. Cân 10 này, cân 10 giá sẽ là 160k. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship tận nhà, các bác có thể là nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và
chống dính nhá. Tiếp theo là một cái âu đong gạo này, một âu đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá. 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea. Hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá. 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi. Giống như con nồi Cúc, nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá. Nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này. Lẫy đóng ngắt này này. Rất đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có mồi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó. Con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200
60.000 nhá, 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhá. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá, 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá, loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260.000 và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đằm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nghe hay, trong trẻo và mượt mà các nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài. Giá sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270.000 nhá. 270.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này, đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món.
Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé, tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, đây cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá, con này dung tích của nó là 2 lít này, hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn, các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy, chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó, con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá, các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen, hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó, con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy, một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy, 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy, có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây, dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy, con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này.
Đó, đây là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này, 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là rổ vuông. Đấy, các bác lên cho em là bộ rổ vuông hai lớp này, rổ vuông hai lớp. Tức là một cái bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 rổ và 3 chậu này, 3 rổ và 3 chậu nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 3 cái rổ và 3 cái chậu như này. Con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 35 đến 37 cm nhá. Đấy, tính phủ bì của nó là 35 đến 37 cm. Đó. Và con nhỏ nhất của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm nhá. Đấy, trên 20 cm cho các bác luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái bộ rổ cực kỳ chất lượng cho bác. Hàng của nó sẽ là nhựa Việt Nhật nhá. Nhựa liên doanh Việt Nhật này, hàng Việt Nam chất lượng cao này. Hàng này thì nó sẽ là siêu mềm các bác này. Đấy, siêu mềm. Các bác dùng bóp thoải mái cho em luôn. Đấy, không sợ bị gãy nhá. Đây các bác này. Nhựa của nó là nhựa siêu mềm nhá. Nhựa siêu mềm, dùng là nhựa này là an toàn cho sức khỏe cộng đồng luôn. Lên theo là bộ rổ vuông nhá. Bộ rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. À 80.000. Đó. Bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một bộ rổ vuông như này. Tiếp theo bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhặt tự động nhá. Con này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Thì nó chỉ đơn giản thôi các bác này. Khi mà các bác mở ra thì bóp này nó ra này. Đấy, bóp này nó sẽ ra các bác này. Đấy. Hàng này của em nó sẽ là dòng 10 nan nhá, 10 nan và nan kép. Nan kép 10 nan, đường kính là 1 mét nhá. Đường kính là 1 mét, nan kép 10 nan. Đây, các bác bóp này nó sẽ tự vào này. Đấy, sau đó các bác đẩy tay vào này cho em. Sau đó thì mình xoay như này, xoay đều như này, xoay đều này là nó sẽ đi vào làn, là mình sẽ dính vào cho em là xong này. Đấy, nó sẽ có cái dính này rất là gọn luôn nhá. Rất gọn luôn. Đấy, và khi giở ra thì mình chỉ cần giở này thôi. Đấy, và các bác không cần phải dùng tay để đẩy lên mà các bác chỉ bóp này là xong này. Đấy, nan 10 nan, nan kép cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Và cái dòng vải này của nó thì nó sẽ là vải nước đổ đầu vịt nhá. Nước đổ đầu vịt, nó không bị thấm nước và khô nhanh. Đấy, khô nhanh, nước chảy xuống trượt luôn. Và ưu điểm của con này thì ví dụ như các bác đang bận thì mình chỉ cần là bóp tay này là xong, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Ô ô dù Nhật. Lên cho em là ô dù Nhật này, giá của nó sẽ là 80.000 một chiếc như này thôi. 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình bỏ vào ô tô này, bỏ vào ba lô này, hoặc bỏ cốp xe máy đều được hết nhá. Tại vì cái chiều dài của nó thì nó chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Nó rất là gọn các bạn. Đấy, chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và khi các bác đút vào bao như này rất là gọn này, chiều dài khoảng 30 cm thôi nhá. Lên cho em là ô dù Nhật nhá, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ thì bên shop về nó sẽ có mấy màu như này các nhá. Mấy màu như này. Thì nó sẽ có cho các bác là màu màu này thì nó sẽ là màu xanh đen này, màu xanh đen. Giá sẽ là 170.000, dung tích của nó là 1 lít rưỡi nhá. Đấy, còn cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190.000. Đấy, 190.000 các bạn. Đấy. Và có cả màu đỏ luôn, có cả màu đỏ nhá. Đấy, tất cả các màu, màu đỏ, màu xanh đen và màu inox thì sẽ là 170 nhá, 170. Còn màu xanh quân đội thì sẽ là 190.000. Đây, màu này màu inox các bác này. Đấy, màu inox đây. Đấy, màu này màu inox này. Đấy, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Hàng giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, 1,5 lít các bác này. Đấy, riêng cái màu xanh quân đội này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút, là sẽ là 190 nhá. Đấy, riêng màu xanh quân đội thì 190, còn 3 màu kia, màu xanh, màu đỏ, màu inox thì giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Đây, nắp của nó sẽ là nắp bằng inox như này và dùng để làm ca uống nước được luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái nắp có gioăng nhá. Hàng này thì giữ nước cực kỳ tốt luôn, giữ nhiệt cực kỳ tốt và nước không sợ. Và nó sẽ có một con lưới lọc như này, hàng Su 304 các bác này. Đấy, Su 304 nhá. Đây, Su 304 này. Đấy, và con này cũng là 304 này. Đấy, có lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để mình hãm trà, uống trà, uống cà phê rất là ok này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, thì bên Mỹ nó sản xuất cho cái quân đội của nó nhá, sản xuất cho quân đội của nó. Rất chất lượng cho bác luôn. Chấm hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 170.000 cho các màu kia, còn màu xanh quân đội thì sẽ là 190.000. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 cho màu xanh quân đội và 170.000 cho ba màu còn lại nhá. Xanh quân đội này. Đấy. Còn các màu còn lại là màu xanh, màu đỏ và màu xanh đậm thì sẽ là 170.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã bình, đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, con này thì lô này về nó sẽ là màu inox rất là đẹp luôn, màu inox rất là đẹp luôn. Và con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, dung tích rất là vừa xinh. 1 lít. Và dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật inox 316 các bạn này, inox 316. Con này thì cũng là giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn, giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn.
Đấy, nhìn thiết kế từ cái nắp điếc của nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nắp điếc rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 thôi nhá, 80.000. Đấy, bên em thanh lý siêu thị được cái giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Đó, bình thể thao giá của nó sẽ là 80k. Giá không thể tin nổi luôn, dung tích của nó sẽ là 1 lít cả vỏ nhá. Đấy, bình thể thao, dung tích là 1 lít cả vỏ nhá, 1 lít cả vỏ này. Đấy, 1 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 180.000 lần này về cho bác, giá thì còn là 80k cho một con bình thể thao này thôi. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000, hàng bằng inox 304 nhá. Đấy, inox 304, dung tích là 1 lít này. Đấy. Con này thì inox 316 nhá, inox 316. Còn cả cao cấp hơn cả inox 304 luôn, rất đẹp nhá, rất đẹp sáng bóng. Màu của nó sẽ là màu inox như này, rất là tuyệt vời luôn. Lên cho em là bình thể thao nhá. Giá chỉ có cho các bác là 100 à giá chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một con bình như này. Chấm hết đầy con Z luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá, bộ dao 6 món chuyên Thái. Dòng này thì chỉ chuyên Thái thôi và giá chỉ có 150.000 thôi. Bộ dao này, bộ dao 6 món nhá, 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, chuyên Thái. Giá sẽ là 150k thôi. 150.000 cho 6 con dao. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và sản phẩm đây. Đấy, em nó đây các bác này. Đấy. Đây nhá, đây đích thực là em nó luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng này thì nó chỉ chuyên để thái thôi nhá. Đấy, độ nó không có dày cho nên là các bác không thể chặt được đâu, chỉ thái thôi. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái kéo này, một cái kéo nhá. Đấy. Kéo của nó thì nó sẽ là bằng thép liền thân như này. Có chức năng khui bia này, kẹp cua ghẹ mở nắp chai đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon này. Đấy, thép liền thân nhá. Đó, món thứ nhất nhá. Món thứ hai nó sẽ là một cái liếc như này nhá, một cái liếc như này. Thì khi nào mà dao mà cùn thì các bác dùng cái liếc này cho em. 1 2 5 dao nó cùn thì các bác dùng cái liếc nhá. Món thứ ba thì nó sẽ là một con dao. Đây, Seki Japan nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Rất là bén luôn các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy như không có nhá. Đấy. Đây các bác này. Dọc giấy rất là ngon luôn các bác. Đấy. Dao mà dọc giấy được như này là các bác biết rồi. Đấy, dao thì phải bén thì mới dọc được giấy như này các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn. Đấy, con này thì chuyên dùng để thái thôi nhá. Đấy. Một con này chuyên thái gọt này. Đấy, tiếp theo thì một con này bản nhỡ này. Đấy, bản nhỡ này cũng rất là bén luôn nhá. Đấy, cũng chỉ chuyên để thái gọt thôi các bác nhá. Đấy, chuyên để thái thôi các bác nhá. Dòng này thì ưu điểm của nó là mỏng nhưng mà nó lại rất là bén thì các bác chuyên dùng để thái cho em là rất là ok nhá. Đấy, dao rất là bén luôn các bác này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được chứ còn không thể chặt được đâu. Băm nhẹ được chứ không thể chặt được, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy nhá. Đấy. Thì con này của nó thì nó sẽ dày lưỡi hơn một chút nhá. Đấy, cũng vẫn dọc giấy bình thường con này. Đấy. Vẫn dọc giấy rất là bén luôn, các bác thấy không? Đó. Đây, thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao. Không có đơn đâu. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, một rũa, một kéo và một cái giá đỡ như này. Bao gồm cho các bác là 6 món nhá. Đấy, 6 món. Lên cho em là bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao chuyên Thái. Giá sẽ là 150k, bộ dao chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món và chuyên Thái. Chuyên Thái giá sẽ là 150k. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên Thái như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng dao của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Dòng này thì nó sẽ cao cấp hơn. Đó, cao cấp hơn cho nên cái giá của nó cũng đắt hơn một chút các bạn. Giá của nó sẽ đắt hơn một chút các bác nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có 2 mẫu cho các bác lựa chọn. 2 mẫu đây. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là con này, mã của nó sẽ là, các bác lên cho em là các bác lên cho em là dao. Đây để em xem nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là dòng đầu vuông nhá. Đầu vuông cho nên các bác lên cho em là dao vuông này. Đấy. Lên cho em là dao vuông nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho các bác luôn, siêu bén cho các bác luôn. Không cần phải dọc giấy nhá. Dọc giấy bóng để test độ bén là các bác biết rồi đây. Đấy các bác này. Đấy. Một cái giấy bóng siêu dai như này nhá. Giấy bóng siêu dai như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi nhá. Đấy. Rất là dai luôn các bác này. Đấy. Nhưng lại rất là bén quá nhá. Rất là bén quá này. Đấy các bác thấy không? Đây. Còn nếu mà dọc giấy thì quá bình thường rồi. Đấy. Dọc giấy thì quá bình thường quá này. Đấy, dọc giấy thì quá bình thường luôn, các bác thấy không? Đó. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là dao vuông nhá, dao vuông. Đó, lên cho em là dao vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, lên cho em là dao vuông này. Đó. Dao vuông nhá, dao vuông này. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con này các bác lên cho em là dao mũi vuông, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, dao mũi vuông 180.000. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có một bản là một bản mũi nhọn nhá.
bán mũi nhọn thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con mũi nhọn nhá. Đấy, con này nó sẽ là mũi nhọn này. Đấy, con 8B ấy. Thì nó sẽ là hai dòng, một dòng là mũi vuông và một dòng là mũi nhọn này. Đấy, con này thì nó sẽ là mũi nhọn như này các bác nhá. Đấy, đây, nó sẽ là mũi nhọn như này. Dòng này thì siêu bén rồi, em chỉ cho các bác xem cái bên ngoài thôi. Hàng thương hiệu Wattbo của Nhật này, Wattbo Japan nhá. Đấy, đây các bác này, đấy rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, còn test về dọc giấy thì khỏi phải bàn rồi. Dọc giấy thì chỉ dọc cho nó bừa ra thôi chứ còn chả giải quyết gì cả các bác nhá. Tại vì nó rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy không? Rất bén luôn. Chiều dài của con này thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá. Đấy, 30 hơn 30 một chút thì các bác có thể dùng để thái, lọc phi lê đều được hết nhá. Có hai loại. Thì con này các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn này. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k nhá. Đó, 175.000. Con dao nhọn và con dao vuông này thì sẽ là 180.000. Đấy, thì có hai mẫu. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các nhá. Đấy. Lấy mẫu nhọn thì lấy mà lấy dao vuông thì lấy. Dao nhọn này sẽ là 175.000, dao nhọn 175k nhá. Lệch nhau 5.000. 175.000 nhá. 175.000 lệch nhau 5.000. Nếu bác nào lấy một đôi thì sẽ là 350k. 350k và bao ship cho hai chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy massage nhá. Máy massage thì nó sẽ có hai mẫu như này cho các bác lựa chọn này. Đấy, một mẫu là 8B và một mẫu là 16B. Đó, 16B thì tùy theo thôi. Đấy, cái giá nó sẽ lệch nhau một chút các bạn. Đấy. Thì cái mẫu 8B này. Cái 8B này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là mẫu massage 8B nhá, 8B đảo chiều thì sẽ là 170.000 nhá. 170 đúng không? Sẽ là 170.000 nhá. Ở đây nó sẽ có 8 viên bi này các bác này. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp 220 cho em nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tia hồng ngoại luôn. Đấy. À, cái công tắc này khi các bác bật thì bật cho em bằng cả một cái lòng bàn tay này. Đấy, mình nhấn cả cái lòng bàn tay này vào đấy thì nó sẽ dễ bật hơn. Đấy, các bác nhấn nguyên cái nút này thì khó này, nhấn cho em cả cái bàn tay này vào này, cả cái ngón tay cái này vào này. Đấy, nhấp nhẹ này này. Nhấp nhẹ này, đấy. Nó sẽ có cả hồng ngoại luôn thì giúp cho các bác làm nóng nhá, đánh tan mỡ thừa và các cái phần gọi là bị đau nhức nhá, đau nhức. Đấy thì ở đây nó sẽ là một cái dòng massage như này. Và con này thì nó sẽ có kèm cho các bác là một cái tẩu cắm ô tô nhá, tẩu cắm ô tô luôn để các bác cắm ô tô như này. Thì các bác lên cho em là massage 8B, massage 8B nhá. Đấy, massage 8B, massage 8B giá sẽ là 170k thôi, 170.000 cho một con massage 8B như này. Đấy, 170.000, giá rất là tốt cho bác luôn nhá, 170k. Đó, ngoài ra thì bên shop về cho bác cái con các bác lên cho em là massage 16B nhá. Con này nó sẽ là dòng 16B các bác này. Dòng này nó sẽ là dòng to hơn một chút, 16B cho các bác lựa chọn luôn. Và cái giá thì nó cũng khá là hợp lý cho bác thôi. Giá chỉ có 290.000, đã bao gồm phí ship cho bác luôn, 290.000 nhá. Đấy, 290.000 bao gồm phí ship cho bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, cũng rất chất lượng các nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng đẹp rất chất lượng nhá. Có lô thì nó sẽ là về cái lô là màu màu tối và lô này thì nó sẽ là màu sáng này. Nó sẽ là màu về ngẫu nhiên. Đấy cho nên là các bác cũng thông cảm giúp cho em. Đấy. Và nó cũng có đầu kết nối như này. Đây, chân cắm của nó đây. Đầu kết nối như này. Con này thì nó sẽ không có tẩu tại vì con này nó không treo ô tô được. Còn con kia thì các bác có thể treo lên ô tô được nhá. Đấy, treo lên ghế ô tô được. Còn con này thì không treo được đâu. Con này thì các bác chỉ để dưới đất thì mình sử dụng thôi. Đây con này. Đấy, cắm vào cho em này. Đấy các bác cắm chặt vào cho em, sau đó thì bật công tắc lên nhá. Đấy, con này cũng có tia hồng ngoại luôn. Và con này của nó thì mỗi bên là 8B và 16B. Và các cái phần massage của nó thì nó rất là nhiều chế độ này. Chế độ chỉnh bằng tay này. Đấy, chỉnh bằng như kiểu là massage bằng bàn tay này. Chế độ xoay đảo chiều này. Chế độ lượn sóng này. Chế độ cao này. Và chế độ vòng tròn này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ và một nút nguồn nhá. Một nút nguồn. Đây các bác này. Đấy. Thì các bác có thể bấm nút nguồn ở đây. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da nhá. Bằng da, con này thì chắc là da công nghiệp thôi. Đó, nhưng mà rất là đẹp, sạch sẽ. Giá sẽ là 290.000. Các bác có thể để trên bàn này hoặc trên giường này hoặc là các bác có thể gối đầu để mình massage hoặc là đặt đùi hoặc đặt lưng lên đây đều được hết nhá. Đấy. Thì dòng này của nó không quá là mạnh đâu, nó vừa xinh thôi. Đấy, nếu mà các bác mà người nặng mà đè lên thì có thể là nó sẽ không chặn. Thì chủ yếu là massage cổ, vai, gáy và đùi thôi, thì các bác nằm cả người lên thì các bác phải mua cái con gọi là cái ghế massage thì mới được, chứ còn cái con nhỏ này thì chỉ dùng để massage cổ, vai, gáy rồi chân, tay, đùi được các bác nhá. Chứ bây giờ các bác chơi cả người lên thì nó cũng khó để mà nói là sử dụng ngon được các bác nhá. Lên cho em là massage 16B nhá, massage 16B, giá sẽ là 290k nhá, 290.000 và bao ship rồi ok.
Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng và đủ 200 là bao ship thôi. Quá đơn giản, quá rẻ các bác nhé. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cân treo nhé. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng cân treo và cầm tay như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một quả pin rồi. Về nhà các bác lắp pin vào cho em nhé. Lắp pin vào cho em. Đấy, cái pin này thì các bác ra ngoài hiệu sách mua, nó rất là dễ mua thôi. Đấy, ngoài hiệu sách họ bán đầy mà. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhé. Đấy, các bác lắp nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo cái chiều pin lại cho em là ok nhá. Đây, tháo cái chiều này ra này. Đấy. Các bác tháo ra đảo chiều pin lại cho em là ok. Đó, đảo chiều pin lại. Sau đó các bác bật nguồn lên, nó lên là xong. Đây, như này là đúng chiều pin này. Sau đó các bác lắp cái nắp này vào. Đấy, cái này thì các bác có thể ra hiệu sách mua nhá. Nó rất là sắt, rất là sẵn thôi các bác này. Đấy, rất là sẵn. Đây. Thì cái pin này thì các bác lắp vào cái lẫy này cho em này, lắp vào cái lẫy này. Đó, lắp vào lẫy này nhá. Các bác lắp đúng chiều cho em là nó sẽ lên thôi. Đây, đúng chiều lên luôn các bác này. Đó, số là số điện tử to rất là rõ ràng nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đây, em sẽ cân cái con khoan mini này các bác nhá. Đấy, khi cân thì các bác có thể quặp như này cho nó dễ cân này. Đấy. Đây. Thì con này cái cân nặng của nó sẽ là đây. Các bác có thể là để chế độ là kilogram này, gam mà rất là nhiều chế độ nhá. Đấy. Đây, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, các bác có thể để chế độ này. Đây, em chỉ để chế độ cho các bác này. Đấy, có cả cập nhật nhiệt độ luôn các bác nhá. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là đây. Con này của nó sẽ là 0,70 kg này. Đấy, tức là tròn 7 lạng nhá. Tròn 7 lạng các bác. Đó, tròn 7 lạng như này. Và con này thì các bác có thể cân thoải mái luôn. Cân lên tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá. Lên tới 50 cân. Đấy, mặc định của nó thì tối đa là 50 cân và nó sẽ có nhớ số như này các bác này. Đấy, nhớ số trong vòng mấy giây nó sẽ tắt. Đó. Và có cho các bác là cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ hết luôn. Đấy, các bác cứ chọn cho em chế độ là kg là xong nhá. Đấy, kg như là xong. Số của nó là số điện tử rất là to và rõ ràng nhá. Lên mã giúp cho em là cân treo nhá, cân treo. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con cân treo như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, cân treo cầm tay. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, hàng chất lượng và cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác mua về mình các bác có thể mua để mình hay thường xuyên đi du lịch thì các bác dùng để mình cân đồ này, hoặc là các bác mua để mình sử dụng khi mà mình đi chợ, đi búa hoặc là đi câu, đi kẹo đều được hết nhá. Lên cho em là cân treo cầm tay này. Đấy. Cân treo cầm tay nhá. Cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái cân treo cầm tay các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Các bác lên cho em là đồng hồ LED. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 cho cái đồng hồ LED thế này. Đấy. 140.000 cho cái đồng hồ LED thế này. Đấy, con này thì kích thước thì cái chiều dài của nó sẽ là 15 16 cm, chiều dài 16 cm và chiều cao là 6 nhá. Chiều dài 16, chiều cao là 6. Về nhà thì các bác bóc cái lớp băng dính ra cho em. Ở đây nó sẽ có một cái lớp băng dính này. Đấy, và có chân cắm chiếc đầy đủ cho các bác luôn. Nó sẽ là một cái con đồng hồ rất là đẹp đây. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, nó sẽ là một con đồng hồ như này các bác nhá. Đấy. Thì con này các bác có thể sử dụng pin cũng được, mà mình sử dụng trực tiếp cắm nguồn điện trực tiếp được, rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để trang trí để bàn này, nó vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa đề co trang trí nhá, có cả chức năng hiện giờ cho các bác luôn. Đó. Các bác có thể lắp pin cũng được, mà các bác có thể cắm điện trực tiếp được. Cắm trực tiếp thì nó sẽ có dây kèm cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc là sử dụng qua cái cục sạc điện thoại cho em là ok thôi nhá. Và giá thì chỉ có cho bác là 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lên cho là đồng hồ LED nhá, 140.000. Tiếp theo em lên cho bác cái bộ lưỡi kem nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng từ 30 đến 35 lưỡi nhá, tùy theo lô. Đấy, hàng tùy theo lô. Từ 30 đến 35 lưỡi, kèm thêm cho các bác là một cái lọ kem để bôi cho nó khỏi bị rát, và một cái tay cầm như này nhá, một tay cầm để các bác lắp lưỡi vào này. Đấy. Thì combo cho các bác luôn, giá chỉ có 60.000 thôi, mà các bác có tới là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi như này. Đấy, 30 lưỡi, và lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép các bác, lưỡi kép này. Đấy. Dòng lưỡi kép và rất là sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. Lưỡi của nó là lưỡi kép như này. Lưỡi kép nhá, rất sắc bén cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là một cái bộ như này. Một bộ như này bao gồm cả kem cả lưỡi, mà giá chỉ có cho các bác là đi
60.000 rồi nha, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhé. Lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, các bác lên cho em là băng keo trong hai mặt này. Đấy, băng keo trong hai mặt nhá, keo trong hai mặt. Keo trong hai mặt này. Đấy, keo trong hai mặt. Cái này giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cuộn băng keo trong hai mặt như này. Đấy thì bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi cái này bản của nó là 3 phân nhá, bản của nó là 3 phân. Chiều dài thì nó chắc là được khoảng 5 mét gì đấy. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này rồi dán đa di năng được hết. Con này thì các bác dùng để dán díu nó rất là hợp lý cho các bác thôi. Và cái giá cũng rất hợp lý nhá, băng keo trong hai mặt. Đấy các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này rồi dán các cái vật dụng này. Rất là ok cho bác nhá. Đấy. Mình không thích dùng nữa thì mình lại bóc cái băng dính đi là xong, nó không có ảnh hưởng gì cả các bác nhá. Đó, đây các bác theo. Dán ổ điện này, dán các kiểu con là điều được hết. Các bác dán cái gì cũng được, nó rất là tiện. Đấy, dán lên tường, dán khung tranh, dán ổ điện, nói chung là nó khỏi vì khoan đục nó mất thời gian các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, con này thì giá chỉ có cho bác 25.000 một cuộn như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo. Dòng này của nó thì nó sẽ là siêu sáng luôn và giá thì chỉ có 40k thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một cái cáp sạc như này. Đó, siêu sáng cho các bác luôn. Thì có chức năng là móc khóa này, khui bia này, rồi có lẫy để này, có lẫy để như này nhá. Có cái lẫy để các bác gạt ra để mình để chống như này. Đó, và có nam châm hít nhá. Đây, và đèn của nó thì rất là sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, độ sáng của nó các bác này, sáng khủng khiếp luôn nhá. Các bác nhìn vào là rất là hại mắt đấy. Các bác không nên nhìn trực tiếp nhá. Tại vì nó siêu sáng luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà đi đêm này hoặc là có công có việc hoặc là anh em thợ sửa chữa dùng con này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo. Đấy, nó rất là nhỏ gọn và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên cho em là đèn cúc áo nhé. Đèn cúc áo giá sẽ là 40.000. Đó. Đèn cúc áo này. Cúc áo giá sẽ là 40k nhé. 40k cho một cái mã đèn cúc áo như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác là sản phẩm đó là cái kéo vàng các bác nhá. Đấy. Thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Đây, nó sẽ là một cái con kéo vàng hàng của Nhật như này. Đấy. Asaka Japan các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì rất là ngon luôn các nhá. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Chất liệu của nó 100% là bằng thép hết nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đây, Japan các bác này, thép SK5 không gỉ nhá. Các bác có thể dùng để trong làm trong nhà bếp này. Đấy, dùng cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt gà, cắt cá rất là ok, cắt nem con nếp nhá. Đó. Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 35k trên một chiếc nhá. Bác nào lấy từ 3 cái thì sẽ là 100.000. 3 cái là bằng 100k nhá. 3 cái 100.000 các bác này. Đó. 35.000 một chiếc và 3 cái là sẽ là bằng 100.000 thôi. 3 cái bên shop để tri ân khách hàng cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho 3 chiếc như này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy. Lấy cho anh cái hũ gia vị đơn thế này. Bộ 6 hũ gia vị này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ gia vị như này. Đó, 6 hũ gia vị rất là đẹp này. Con này nó có thể xoay được luôn nhá. Xoay được như này rất là ngon này con này đấy. Các bác có thể để trên bàn bếp như này mình xoay đi xoay lại này rất là tiện này. Và bộ sản phẩm của nó thì bao gồm 6 hũ bằng thủy tinh nắp bằng inox nhá, nắp bằng inox, bằng thủy tinh và nắp bằng inox như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ mở nhá. Đấy, tức là nhỏ nhất này. Đấy, nhỡ này và mở to hẳn luôn. Thì các bác thích đổ cấp độ nào thì các bác chỉ xoay đi là xong. Còn xong khi dùng xong thì mình xoay về cái bên đóng này. Nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đó, 130k. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái hũ gia vị. Cái loại này thì nó sẽ là cái dòng hũ có nắp trực tiếp. Và này nó sẽ to hơn một chút. Và nó sẽ có nắp không nhá. Có nắp như này. Đấy thì cái này nó sẽ là có nắp có thìa luôn. Và cái nắp này thì nó sẽ lắp thìa vào như này. Thì ví dụ các bác dùng sau thì mình lại đậy vào này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy khi mình dùng thì mình lấy này trực tiếp luôn. Thì các bác không cần phải động tay nữa. Và mình chỉ đẩy vào như này là xong. Đấy, nó cũng rất là gọn gàng và khít nhá. Thì các bác có thể để muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, hạt nêm, hạt điều, các loại hạt cho các bác vào đây.
nó rất là tiện. Và con này thì nó sẽ là cao khoảng là 10/10 cm. Đó, đây, dung tích của nó thì vào khoảng 150ml nhá, 150ml. Đấy, khoảng 150ml gì đó. Giá thì sẽ là 15k, lên theo là hũ gia vị 15.000 nhá. Hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15k. 15k trên một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo có nhá. Đấy, chảo của Nhật này. Chảo hàng của Nhật đây. Hàng của Nhật đường kính của nó là 28cm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chảo Nhật nhá, chảo Nhật 28. Đấy. Lên cho em là chảo Nhật nhá, chảo Nhật 28cm. Thì con này nó sẽ có sẵn cho các bác là tia quay bằng có sẵn cái quay bằng gỗ như này rồi. Về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cho em là xong này. Đấy, lắp cái này vào đây. Sau đó thì mình xoáy cho em vào đây. Xoáy cho em vào cái phần ốc này xong nhá. Đây nó có sẵn ốc các thứ rồi. Về nhà các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này xong. Đấy, bắt vào đây. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo chống dính nhá. Đấy, chảo chống dính. Đánh nhám chống dính rất là tốt này. Lưu ý các bác khi về mà mình sử dụng ấy thì mình cho nhiều dầu ăn vào cho em, cho nhiều dầu ăn hoặc cho nhiều mỡ vào, mình đun thật sôi thật kỹ đi. Sau đó thì các bác đổ cái dầu ăn ấy đi. Đó thì nó sẽ tráng một cái lớp dầu đều lên thì nó sẽ chống dính tốt hơn so với việc là các bác sử dụng trực tiếp. Hàng thì rất là dày nhá. Các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi, rất là dày luôn. Và giá thì lại rất là tốt các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo Nhật nhá, chảo Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho cái mã chảo Nhật như này thôi. Giá chỉ có 150k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Chảo Nhật đường kính là 28cm. Đó. Và giá của nó sẽ là 150.000. Đó, 150.000 cho một cái mã chảo Nhật như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng trải nghiệm. Hàng rất chất lượng và giá hợp lý nhá. Lên cho em là chảo Nhật 28 nhá. Đó. Chảo Nhật 28 này. Chảo Nhật 28, giá của nó sẽ là 150k. 150k cho con chảo Nhật này. Đường kính của nó sẽ là 28cm nhá, 28cm. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái viên kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Thì một gói này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30.000. 30.000. Cái này thì các bác dùng để mình rắc ra các khu vực nào mà nhiều chuột nhá, nhiều chuột. Đó, thì các bác rắc ra cho em. Dòng này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn nhá. Số 1 của Thái Lan luôn. Bán rất là chạy. Đấy, nó sẽ là cái viên màu hồng như này, nó sẽ rất là thu hút chuột nó ăn. Và dòng này của nó thì ưu điểm của nó khi nó ăn thì nó lại dẫn cả đàn đến ăn và nó chết cả đàn luôn các bạn. Chết cả đàn luôn các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Thái Lan cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái hộp kẹo chuột như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Rất tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là kẹo chuột. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao của Nhật nhá. Đó thì giá rất hợp lý cho bác, chỉ có 260.000 thôi cho 3 con dao và lại còn bao ship đến tận nhà cho các bác luôn thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy thì nó sẽ có cho các bác, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này các bác này, một con dao chặt. Con này thì nó sẽ là nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, chữ khắc chìm luôn, made in Japan cho các bác. Rất sắc bén cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Con này bên em bán lẻ sẽ là 180.000 các bác này. Đấy, dao rất là bén cho bác luôn. Đây. Đấy, rất bén luôn các bác này. Đó. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, con này thì các bác có thể dùng để băm chặt hoặc là dùng đa di năng được nhá. Đấy. Thì con này sẽ là các bác lên cho em là chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ này. Giá sẽ là 180k cho con chặt gỗ như này. Con này thì chiều dài của lưỡi vào khoảng là 20cm, chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm. Dùng để băm chặt khá là ok luôn. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đấy, thì khoảng là 4 5 lạng gì đấy, rất là ok các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con thái gỗ nhá. Đấy, con này thì bên em gọi là thái gỗ. Con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Seki Japan này, Seki Japan. Hàng thì cũng siêu bén cho các bác luôn này con này. Đấy, rất là bén các bác. Dọc giấy rất là ngon luôn nhá. Hàng rất là bén cho các bác luôn. Đó, các bác thấy không? Đây, rất bén luôn. Chiều dài của dao thì khoảng là 30cm. 30cm phần lưỡi khoảng 20cm nhá. Đó. Seki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm luôn này. Nó rất là bén. Và bản của nó thì dày khoảng là nửa ly nhá. Nửa ly cũng khá là vừa để các bác dùng. Và con này nó rất là bén cho nên là các bác dùng cẩn thận, tránh việc đứt tay nhá. Dao rất là bén cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này thôi. Các bác lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80k nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Đó. Thái gỗ này. Lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con dao gọt gỗ nhá. Con này sẽ là 40.000. Đó, 40k trong con gọt gỗ như này. Con này cũng rất là bén luôn các bác. Đấy, đây các bác này. Đấy. Dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy. Dọc giấy rất là ngon và dao rất là bén nhá.
chiều dài khoảng 20cm thôi và dao rất là bén luôn. Đó, dài khoảng 20cm. Đây. Đấy, Asaka Japan này, chữ khắc chìm trực tiếp luôn và dao siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá, tại vì dao nó rất là bén các nhá. Dao nó rất là bén thì về dùng cẩn thận giúp cho em. Đó, Asaka Japan này. Con này thì các bác lên cho em là con dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Giá chỉ có 40k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là gọt gỗ nhá. Đó. Gọt gỗ này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con gọt gỗ như này. 40.000 con gọt gỗ này. Đấy, còn con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 nhá. Còn con chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đó, và nếu mà các bác mua combo 3 con thì giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho 3 con dao như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Đây, các bác lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Bộ 3 dao cán gỗ này. Đó. Bộ 3 dao cán gỗ nhá, dao cán gỗ. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn, 260.000 bao ship. Nhận hàng kiểm tra các bác có thể test thử dọc giấy và thanh toán giúp cho em. Đó là 3 con này, giá sẽ là 260.000, rất rẻ cho các bác luôn nhá. Còn mua nguyên con chặt này thì sẽ là 180.000, con thái này là 80.000 và con gọt này sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác con dao chặt này. Đấy, con dao chặt con này thì nó sẽ là nặng 1 cân, cho nên là các bác lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Con này thì hàng của nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, dao chặt 1 cân, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Hàng của thương hiệu Shimomura nhá, Shimomura. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. Các bác lên mã giúp cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Giá của nó sẽ là 220.000, 230.000 có đánh nhám chống dính nhá. Phần này dày của nó thì khoảng 4-5 ly gì đấy và chiều dài của dao thì khoảng là 35cm. Đấy, con này cầm cực kỳ là trường dao luôn nhá. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1kg này. Dao 1kg giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho con dao 1 cân như này. Con này rất là tuyệt vời cho bác sử dụng luôn. Đấy, băm chặt các thứ cực kỳ thoải mái luôn. Con này thì em đã có nhiều video test chặt sắt cho các bác xem là rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho các bác con dao G49 nhá. Giá sẽ là 150.000. Nó nặng thì vào khoảng là 4 lạng gì đấy nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này và nặng thì khoảng là 4 lạng thôi nhá, nặng khoảng 4 lạng. Con này thì các bác dùng để chặt hoặc là băm miếc các thứ cũng rất là ok nhá. Băm chặt ok. Đó thì nó con này thì nó sẽ là vừa phải, không quá là nặng nhá. Đấy, khoảng 4 lạng. Đây thì con này rất là ngon luôn các bác này. Đấy, hàng siêu bén cho bác luôn. Dọc được cả dây bóng như này là các bác biết chất lượng của dao rồi, rất là bén nhá. Còn dọc giấy thì khá là bình thường luôn. Dọc giấy thì quá là bình thường các bác này. Đấy, rất bình thường các bác nhá. Dọc giấy rất là bình thường luôn. Đó. Thì con này của nó thì nó vừa phải thôi, khoảng 3 đến 4 lạng gì đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. Các bác dùng để chặt nhẹ các thứ rất là ok nhá. Và chất lượng của nó thì là dao của Nhật rồi, thương hiệu Wabo của Nhật này. Đấy. Roshiki này. Đây, Roshikin này, Japan này. Đó, dao của Nhật nhá. Đấy, và con này của nó thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 28 đến 30 cm và bản của nó thì vào khoảng 7-8 cm. Đấy, con này các bác dùng để băm chặt đều ok hết nhá. Đấy, nặng khoảng 4 lạng. Dao của thương hiệu Wabo của Nhật này, Wabo của Nhật. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000 con dao G49 như này, 150k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa của Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức. Đây, hàng made in Germany này, khóa của Đức. Con này thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có cho các bác là 4 chìa luôn, 1 2 3 4 chìa. Và chìa này của nó là sẽ là cái dòng chìa tròn nhá, chìa tròn. Hàng made in Germany này, made in Germany thì nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức nhá. Và chìa của nó thì thuộc dòng là chìa tròn nhá. Chìa tròn như này thì vẫn chưa có những cái phôi sẵn, cho nên là khi các bác dùng thì rất là an toàn luôn, chống trộm, chống cắt nhá và chống rỉ cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức, giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho em khóa đồng Đức như này. Rất là ngon và tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Ưu điểm của con này thì chống cắt, chống trộm rồi chống rỉ sét các thứ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng ngoài cổng ngoài trời thoải mái. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức giá sẽ là 130k. Đó, các bác lên cho em là khóa Đức này. Đó. Khóa Đức giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái con ổ khóa Đức như này. Có tới 4 chìa luôn. Thì khi các bác sử dụng thì nhà đông người thì cứ phát cho mỗi người một chìa. Ai về thì tự đóng tự mở, nó rất là dễ và tiện dụng. Lên cho em là khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái cặp kéo tóc nhá. Cặp kéo tóc, hàng thương hiệu Kai Japan và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cặp kéo như này bao gồm cho các bác là một em cắt và một em tỉa, mà cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi.
160.000 cho hai cái kéo hàng của Nhật như này. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan, hàng của Nhật như này nhá. Tính ra thì các bác mua và chỉ có mất có 80.000 cho một con kéo như này thôi. Đó, các bác có thể dùng để mình cắt tóc cho người già trẻ em ở tại nhà luôn, nó rất là tiện. Đấy, bên em có bán rất là nhiều tăng đơ nữa, thì các bác mua kèm cả kéo cả tăng đơ luôn. Thì mua một bộ ví dụ như là già kéo và tăng đơ, nó cũng chỉ mất cho các bác là 200.000 thôi, 200-300.000 thôi là các bác đã có combo cho mình sử dụng rồi. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cặp kéo tóc nhá, cặp kéo tóc giá của nó sẽ là 160.000. Đó, lên cho em là cặp kéo tóc này. Đó. Cặp kéo tóc nhá, kéo tóc giá sẽ là 160k cho hai cái, 160.000 cho hai cái nhá. Hàng đựng trong một cái ví da rất là xịn sò như này thì các bác có thể sử dụng, sau đó thì mình lại cất vào đây cho em. Đấy, kéo khóa lại. Rất là gọn gàng sạch sẽ. Anh em làm thợ làm nghề cũng nên mua, nó rất là hợp lý thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2T, hàng của thương hiệu Santalay nhá. Đấy, Santalay bơm 2T. Đấy, Santalay made in Japan con này. Đấy, Santalay made in Japan. Con này thì các bác có thể dùng để bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô đều được hết nhá. Đấy, cân nặng của nó là lên tới 10 kg luôn, bơm được 10 cân hơi. Cho nên là thoải mái cho các bác dùng để mình bơm các cái dòng xe như là xe đạp, xe máy, ô tô con đều bơm được hết. Hơi của nó rất là khỏe luôn. Và ưu điểm của con này thì có rất là nhiều các cái cổng bơm hơi khác nhau, như là xe đạp, xe máy này, bơm phao, bơm bóng, bơm hơi đều được hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hơi của nó rất là đẩy các bác này. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 240.000 thôi. 240.000 cho một con bơm 2T như này. Đấy, giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, bao gồm phí ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng có thể bơm thử, test thử, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em là bơm 2T nhá. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2T. Đó. Bơm 2T này. Bơm 2T giá sẽ là 240k nhá. 240.000 cho một con bơm 2T. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này. Công suất của nó sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V, made in Japan nhá, made in Japan. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái này vào cho em này, lắp cái lẫy này vào cho em là xong. Lắp cái lẫy này vào. Đấy, là các bác cho cái quận thiếc vào đây, cho quận thiếc vào đây giúp cho em. Đó, cho quận thiếc vào đây là khi mình sử dụng thì mình chỉ cần bóp như này là cái thiếc nó sẽ nhả ra và ở cái đầu thẳng này, và nó sẽ nhả trực tiếp vào đây luôn, và khi các bác hàn là mình cứ thế mình hàn thôi, nó rất là tiện. Và dây của nó cũng khá là dài luôn. Thì combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mỏ hàn như này. Đấy, một mỏ hàn như này và có sẵn cái lẫy để lắp đầu thiếc luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái mỏ hàn xanh này thôi. Đấy, dùng con này thì công suất của nó rất là mạnh, khỏe và dùng nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Hàng made in Japan con này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Đấy. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh giá sẽ là 130k. 130k các nhá, 130k cho cái mỏ hàn xanh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Thì bên shop có hai mẫu, một là em gọi tên nó là giá đỡ điện thoại bình thường, hai là có một cái mẫu giá xoay nữa. Cầm cho anh một cái giá xoay này. Đây thì khi các bác nhận được hàng cái combo này của nó sẽ như này, các bác xoáy cái chân này vào đây cho em này. Đấy, xoáy cái chân này vào đây cho em. Thì đây nó sẽ là một cái đế. Con này thì nó sẽ là bằng nhựa hết nhá, bằng nhựa nhưng mà nó làm khá là dày dặn, nó chắc chắn này. Một cái đế này các bác xoáy vào đây cho em này. Và đây nó sẽ là một cái đầu kẹp này, một cái đầu kẹp thì các bác cho cái đầu kẹp này vào đây. Đó, sau đó thì mình sử dụng mình xoáy chặt nó lại. Đấy, và cái này thì có thể điều chỉnh lên xuống nhá. Đây, nó sẽ là một con giá đỡ như này, rất là tiện dụng các bác này. Thì các bác có thể kẹp điện thoại vào đây nhá. Đấy, một là mình để đứng này. Đấy, kẹp điện thoại vào đây cho em. Đó. Các bác có thể để đứng như này này. Đấy. Để đứng như này hoặc là xoay ngang, xoay ngửa tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đây, để đứng này hoặc xoay ngang này đều được hết nhá. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Và nó khá là vững chãi nhá, khá là vững chãi luôn các bác này. Xoay lên này. Đấy, xoay đứng cũng được này. Đấy. Tùy theo các bác điều chỉnh nhá. Ngửa lên, ngửa xuống đều ok hết nhá. Đó. Điện thoại to, điện thoại nhỏ đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một cái giá đỡ điện thoại như này thôi. 30.000 cho cái giá đỡ điện thoại như này nhá. Lên theo là giá đỡ điện thoại 30k. Đó, giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại 30k một chiếc nhá. 30.000. 30.000 cho một cái giá đỡ điện thoại như này, hàng trong hộp như này nhá. 30.000 một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm khác. Đó là cái giá xoay nhá. Các bác lên mã giúp cho em là giá xoay này. Con này thì rất là tiện dụng luôn.
Con này thì sẽ là 40k. Con này thì về nhà các bác không cần phải lắp đặt gì cả, chỉ thế là mình sử dụng thôi. Đó, rút ra, đặt điện thoại lên cho em là xong. Các bác có thể để trên bàn này, uống nước, ăn cơm, xem được hết nhá. Hoặc là để trên giường nhá. Đây, đấy, lướt TikTok thì các bác để đứng này cho em. Còn là các bác có thể để nằm như này. Con này để máy tính bảng, iPad đều vừa hết nhá. Và có điều chỉnh độ cao như này. Đấy, có gập lên, gập xuống, xoay này. Đấy, xoay như này cho em này. Đấy, coi nhá, rất là ngon lành luôn, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, và gấp gọn các bác có thể mang đi du lịch cũng được, hoặc là mang đi chơi. Đấy, đều được hết nhá. Đấy, có thể để đứng như này được này. Đấy, để nghiêng này. Đấy, hoặc là xoay như này, đảo lên đảo xuống đều được hết nhá. Đấy, độ cao thấp tùy theo các bác điều chỉnh nhá. Và nó rất là ngon lành, xịn sò cho bác luôn. Lên cho em là giá xoay nhá, giá xoay. Đấy, và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. Đấy, lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho cái giá xoay như này. Con giá xoay này là 40.000. Còn con giá đỡ điện thoại này thì sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Đấy, vật muỗi thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con vật vật đứng như này. Đấy, về nhà các bác có dây sẵn rồi, về nhà và các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi là ok. Đấy, đây thì nó sẽ làm con vật đứng như này nhá. Đấy, vật đứng như này. Và con này thì chức năng của nó bắt muỗi rất là tốt luôn. Các bác đẩy lên này cho em này là nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động nhá, bắt muỗi tự động. Đấy thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Đây thì khi mà con muỗi nó bay vào và nó thấy cái tia hồng ngoại này, nó sẽ bay vào thì nó sẽ bị chập này các bác này. Đấy, điện nó đánh rất là mạnh luôn nhá. Đánh rất là mạnh này các bác này. Đó. Đây các bác thấy không? Điện đánh rất là mạnh luôn, đánh tanh tách luôn các bác nhá. Đấy. Đấy các bác này, đấy đánh tanh tách luôn. Thì các bác có thể để như này. Đấy, để như này, để dưới gầm bàn, gầm ghế hoặc là ở các khu vực nào nhiều muỗi. Đấy thì khi mà con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh hồng ngoại màu xanh hồng như này. Đó, và nó sẽ bay vào nó sẽ bị chập thôi. Còn chức năng bắt muỗi thì các bác sử dụng như bình thường thôi. Đấy, bắt muỗi thì mình chỉ nhấp cái lẫy này để bắt muỗi. Nói chung cái vật muỗi này thì ai cũng biết sử dụng hết rồi, nó rất hợp lý nhá. Điện của nó đánh rất là mạnh luôn. Đó, tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Hàng thì rất là chắc chắn nhá. Ở bên trên thì có đai 4 ốc này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và rất là ngon lành. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Vật muỗi đứng nhá. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130.000 cho con vật muỗi đứng như này. Đấy. 130.000 các nhá. 130.000 cho một con vật muỗi đứng như này, hàng thì rất là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá tốt để mình có thể sử dụng thôi nhá. Đấy. 130.000 cho một con vật muỗi đứng này thôi. Hàng này đợt trước bên em đang bán là 150.000 nhá. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ có cho bác là 130.000 cho một cái vật muỗi đứng như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng, hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật của thương hiệu Sokani của Nhật các bác này. Đấy. Về nhà thì cái lẫy này là cái lẫy đựng nước này. Các bác cho nước vào đây cho em. Tháo cái nắp đậy này ra, cho nước vào đây nhá. Đấy, cho nước vào đây cho em này. Đó, sau đó thì mình lắp vào đây cho em. Đấy, ở đây nó sẽ có cái nắp bằng cao su này là nó giữ nước rất là tốt luôn. Đó, sau đó thì mình lắp vào đây cho em này. Đấy, và khi nào dùng thì mình nhấp là nước nó sẽ ra thôi. Và con này của nó sẽ là có đầu phun nước như này và bàn làm hơi nước. Con này thì thủ thương hiệu Sonaki, chất lượng lắm các bạn, chất lượng lắm, từ chân tay cái thứ rất là chất lượng cho các bác luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V, điện 220V. Đó, có dây khá là dài luôn, dây kết nối khá là dài luôn và dùng rất là ngon. Đấy, ưu điểm của con này thì các bác biết rồi, hàng rất chất lượng cho bác nhé. Đấy, và con này của nó thì nó sẽ có lẫy như này này. Đấy, có lẫy xoáy như này các bác này. Đấy. Đấy. Cái này thì không biết là nó có thể xoay đảo chiều như nào đấy, các bác về các bác sử dụng ngâm cứu. Con này thì em cũng không sử dụng cho nên cũng chưa nắm được các bác nhá. Đó, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên mã giúp cho em là ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái khay này, một cái khay để các bác lấy nước này, và một cái đầu bàn chải như này các bác này. Đấy, đầu bàn chải này để khi mình là nó sẽ mượt hơn nhá. Đấy, mình là sẽ mượt hơn rất là nhiều, các bác lắp vào cho em. Đó. Và giá thì bao nhiêu nhỉ? 370.000 cho một con bàn là đứng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng, giá sẽ là 370k. Đó. Bàn là đứng này. Đó. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. Bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, thanh toán các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ xem cân nhắc và đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, nó rất là đơn giản vậy thôi. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi chờ đợi lâu.
Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi cọ vịt nhé. Đấy, các bác lên cho em là cọ vịt này. Ở đây thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp cái phần cán này vào cho em này. Cái phần cán này thì về nhà các bác lắp nhé. Đấy, về nhà các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, về nhà mình lắp sau đó thì mình đóng nó vào là xong. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su mềm, nó có thể là ngoặt lên ngoặt xuống được này. Có cái phần đầu này để mình đánh này, đánh kỳ cọ vào các khe kẽ này và cái phần chổi cước như này. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Thì về nhà các bác chỉ việc lắp vào cho em là xong. Và cái này thì khi mình để thì để vào đây là nó sẽ tự sập vào nhá. Để đây sập vào. Có cho các bác là cái miếng dán luôn nhá. Đấy, có cả chân cả miếng dán luôn. Đây. Có cả chân cả miếng dán như này các bác này. Đấy, có chân này cho các bác có thể để trực tiếp vào dưới nền. Hoặc là có miếng dán để các bác có thể dán quạc lên nền cho em. Nó rất là tiện dụng. Và cái giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt giá sẽ là 60k. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì khá là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là cọ vịt giá sẽ là 60k nhá. Đấy, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái chổi cọ vịt như này. Đây các bác nhá, ứng dụng của nó thì nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác cho nước rửa vào đây. Sau đó thì mình kỳ cọ này, sau đó thì mình đặt lên tường. Rất là tiện luôn các bác này. Đó, kỳ cọ vệ sinh cho nó thì mình có cái miếng dán về mình dán lên tường, không phải khoan đục gì cả, nó rất là tiện. Đấy, sập vào cho em là xong. Rất là đẹp luôn. Đấy. Có cả cái phần để chân thì các bác có thể dùng để chân thì để, mà không có thì mình dán trực tiếp lên tường cho em là xong. Rất hợp lý các bác nhá. Đấy, kỳ cọ khe kẽ ngóc ngách này. Rất tiện các bác thấy không? Lên cho em là cọ vịt 60.000. Tiếp theo thì đơn shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây nhá. Cái này thì nó sẽ là mic không dây. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc là mình kết nối để mình nghe nhạc cũng rất là ok luôn. Ở đây sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm sạc này. Các bác bật nguồn lên cho em nhá. Đấy, nó sẽ có nút nguồn đây. Có nút nguồn bên trên này này. Này nút nguồn bên trên này. Bật nguồn lên cho em này. Đó. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đấy, các bác. Đấy, có điều chỉnh âm lượng này, có kết nối vào Bluetooth nhá. Các bác có thể kết nối vào Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đấy, tiếng nó rất là to và rất là vang nhá. Tiếng to rất là vang luôn. Đó. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì tiếng của nó khá là to và vang luôn. Thì các bác dùng hát karaoke rất là hay. Và có điều chỉnh mic này. Alo, alo, đấy, có to nhỏ đây nhá. Có to nhỏ đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì con này giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho cái con mic không dây này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây. Giá của nó sẽ là 100k cho em mic không dây này. Các bác có thể dùng để hát karaoke này, hoặc là dùng để nghe nhạc, hoặc là các bác dùng để mình thông báo alo cũng được. Rất là tiện. Lên cho em là mic không dây nhá. Mic không dây này. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá. 100 cành cho cái con mic không dây như này. 100 cành. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là của iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone 14 Pro Max thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ như này và một dây nhá. Một củ một dây dành cho điện thoại iPhone nhá. iPhone dành cho điện thoại iPhone như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cả củ cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone này. Đó, iPhone 14 Pro Max này. California con này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone 14 Pro Max này. Đây. Đấy, iPhone 14 Pro Max này, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone. Đó. Sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Các bác có thể dùng để mình lau giày, lau dép đều được hết nhá. Đấy, chuyên để lau giày dép. Hoặc ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau ghế, hoặc lau các cái khu vực nào mà bị bẩn cũng rất là ok nhá. Ở đây thì khi mà các bác lau ấy thì nó sẽ ra cho các bác là một cái lớp bọt như này nhá. Một cái lớp bọt này các bác này. Đấy, một cái lớp bọt như này. Thì khi các bác lau nó rất là sạch luôn nhá. Đấy. Đây. Ví dụ đây là cái mực các bác này, cái mực em viết ra này. Đấy, mực viết ra như này nhá. Đấy là lau nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, lau sẽ sạch luôn các bác thấy không? Đấy. Lau sạch luôn là con này cái độ tẩy của nó rất là tốt nhá. Thì các bác giày dép mà của mình bị bẩn ấy, mình đưa vào mình lau đi cho em là sẽ sạch luôn. Đó. Lên cho em là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày nó sẽ là 20k trên một bịch như này nhá. 20.000 trên bịch như này. Đó, 20k trên một bịch như này. Và các bác mua từ 3 bịch thì giá của nó sẽ là 50.000 cho 3 bịch nhá.
50.000 cho 3 bịch và một bịch này của nó là 30 tờ. Một bịch nữa là 30 tờ các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là bộ 5 mũi khoan tháp như này. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một hộp 5 mũi khoan tháp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan của Nhật các bác này. Đấy, Unica Japan, hàng của Nhật đựng trong hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là 5 mũi khoan tháp. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đấy, khi mà muốn lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp như này là sẽ có dấu này. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn các bác, thấy rất là tiện luôn nhá. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn, rất là tiện các bác này. Đây, các bác chỉ cần nhấp này cho em này. Đấy, đây cái dấu của nó này. Rất là to rõ ràng luôn, thì các bác có thể dùng cái dấu này để mình khoan hoặc là mình làm dấu rất là ok nhá. Đấy, thì ở đây bộ sẽ bao gồm 1 2 3 4 5 mũi khoan tháp và một cái con lấy dấu như này nhá. Cầm tranh cái khoan đỏ ra đây. Đấy, nó sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu như này. Và giá thì chỉ có cho bác là 180.000 thôi. Combo cho bác nhé, hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm, giá sẽ là 180.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ đây. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là đựng trong cái hộp nhựa nhá. Thì cái này của nó sẽ có bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Thì cái mũi này của nó sẽ là 412, 432 và 420 nhá. 3 mũi khoan tháp và 3 mũi lấy dấu nhá và 3 mũi tazogen nhá, tazogen. Đó, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì cái này của nó sẽ là 110.000. Đấy, các bác lên cho em là hộp khoan đỏ nhá. Đấy, lên cho em là hộp khoan đỏ này. Đó. Cái này là cái gì đỏ nhỉ? Là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, lên cho em là khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110.000. Đó. Khoan tháp đỏ này. Đó. Khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một cái bộ 3 mũi khoan tháp như này. Đấy, nó sẽ là hộp màu đỏ và đựng trong hộp nhựa như này nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 hộp mũi khoan tháp này và 3 hộp mũi tazogen nữa. Đó. Và giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho mấy cái bộ như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái này nó là cái gì nhỉ? Cái này cái gì? Các bác lên cho em là nấm móng tay chân nhá, nấm móng tay chân. Đó. Bác nào bị nấm móng tay móng chân thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tốt nhá. Đấy. Một lọ này của nó thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác dòng này nó sẽ là thuốc nam, dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là các cái miếng băng gâu để các bác dán vào này. Đấy, để mình che đi cho nó khỏi bị bụi bẩn này. Và có tăm bông để các bác nhúng vào các bác thấm thuốc này. Đó. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chai thuốc như này, 25ml các bác nhá. Về nhà các bác mở nắp ra, sau đó thì mình lấy cái tăm bông, lấy cái tăm bông mình thấm vào các cái đầu kẽ móng tay móng chân. Bác nào bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em, rất là hiệu quả luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi và cái giá thì rất là hợp lý cho bác, 90k cho một lọ nấm móng tay chân như này nhá. Đấy, lên cho em là nấm móng tay chân, móng tay móng chân mình bị nấm hoặc là bị bong chốc hoặc là bị xỉn đấy các bác nhá. Đó, nấm móng tay chân, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nấm móng tay chân này, nấm móng tay chân, nấm móng tay chân nhá, tay chân, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái hộp nấm móng tay chân như này, giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho một hộp. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo dán tôn, thì một hộp này của nó sẽ, một quận này của nó sẽ là nó sẽ là 10 sen nhá. 10 sen thì các bác lên cho em là keo 10. Keo 10, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen và cái giá thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận như này. Thì bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào là khoảng là 5m, vào khoảng 5m. Thì cái này các bác dùng để mình dán tôn là cực kỳ là ok luôn. Đấy. Các bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình, vết nứt đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác Tiêu X 2000 với lớp keo rèn chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bề cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, ghép chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Mưa bão chưa bao giờ phải lo vì đã có băng keo chống thấm công nghiệp bản XK1000. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình, vết nứt đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp.
Mang tiêu X2000 với lớp keo dày chống tấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, để cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị đóng ra.